Lên phây. Lên phây. Ê, nãy giờ bà được nhiêu like rồi? Trời ơi, mới up lên đúng một giây sau đã 135 like. Trời ơi, trời ơi, cái gì mà cùa mà giữa giờ mới có một giây mà 135 like hả? Tại vì là tôi đẹp, tôi làm cái mô cho nhìn nè. Trời ơi, thiệt á, bà là tôi nghi lắm nha, như bà mua like sao á. Ở đâu ra 18 tuổi đi học lấy tiền đâu mua like. Ai biết bà, nhà bà có điều kiện rồi hả, bà cặp bồ tầm bậy tầm bạ rồi sao. Chứ tôi nè, trời ơi, trời mới có 89 like à. Ôi, 10 phút trôi qua mà có 89 like là sao like chứ. Còn nhiều quá đi. Bật tội quá. Ê, để qua Facebook con Nghi Điệu coi sao nha, coi nó được nhiêu like rồi. Bà biết không, con nhỏ Nghi Điệu á, tôi ghét nó lắm. Lúc nào nó cũng hả, ganh tị sắc đẹp của tôi, bực bội gì đâu. Trời ơi, mới có 5 phút mà 1 triệu like rồi. Hả? Trời ơi, con này là quỷ chứ không phải là người đâu đó. Quá, tụi mình đẹp như vậy mà thua con Nghi Điệu sao chứ. Đúng, tụi mình là một nhóm băng đảng xanh mà tại sao mình thua tụi nó là sao? Mình nghĩ cách biết đi. Biết rồi. Phải chụp chứ. Sốc nè, lạ nè, độc nè. Đúng. Phải không? Bây giờ tôi với bà chia đi. Bây giờ tôi ở khu vực này, còn bà bà qua bên kia khu vực bờ hồ đi, qua bển đi, rồi bà làm nhiệm vụ của bà, rồi chút nữa tụ tập ở đây để mà ai like nhiều hơn là người đó thắng nha. Đi đường nào qua? Cái bờ hồ đó thì đi cầu, phải đi cầu qua mới được. Ngu với sợ luôn á. Ngu vậy? Người ta phải nói là đi qua cầu. Ai biểu đầu óc tương trao nghĩ tầm bậy tầm bạ chi. Chúc thành công nha. Như vậy á là thế nào mình cũng sẽ nổi tiếng hơn nữa. Mình sẽ phải qua mặt con Nghi Điệu mới được. Hai Ý ơi, bà đang ở đâu rồi? Ở dưới cái cầu á, thấy chưa? Ủa, tôi đâu thấy bà đi qua cầu hồi nào đâu. Đang lội nước ở dưới cái cầu nè. Hả? Trời ơi, nước ở dưới hồ sâu lắm á, sao bà dám lội? Bà lội vậy cá chết hết rồi sao bà nội? Tôi lội, tôi lột đồ ra, xong tôi vừa lội qua cầu, tôi vừa tự sướng. Lúc đó đăng lên, tôi thề với bà là 3 triệu like. Trời ơi, công nhận với bạn tôi nó khôn, dễ sợ khôn vậy đó. Giữa thanh thiên bạch nhật mà nó lột đồ ra, trời ơi. Thế nào nó cũng được lên báo rồi, trời ơi. Con mồi đã xuất hiện rồi. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng phù dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thành niên hòa ca, bài bơ đơ lưa lắc lư ấy theo, đó là đám cưới em với người ta. À, tình yêu ấy do anh mà ra, nay đã bay xa càng xa, buồn thay la 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 la. Yeah. Hồi hộp quá, bữa nay là cái ngày mình hẹn ra để trao cái nụ hôn đầu tiên. Mà mua bông hồng tặng cho em, không biết tặng sao được ta. À, để tập thử coi. Là vậy giống như là đi giật đồ. Tặng em nè. Có nham nhở quá không ta. Em tặng em bông hồng để kỷ niệm ngày chúng ta mới quen nhau. Cái lá này tôi không thấy cô hả? Bỏ xanh hả? Trà trộn trốn. Đứng lại. Cô mới làm cái trò gì? Cô mới làm cái gì? Hả? Ủa chú ơi, chú lớn tuổi rồi mà chú có không biết hành động mới là gọi tên là cái gì nữa hả? Tôi mới vừa hôn chú á. Trời ơi,
cô là con gái mà cô trơ trẽn quá vậy. Cô nghĩ sao cô dám hôn một người đàn ông giữa cái công viên thanh thiên bậc nhật như vậy hả? Ủa có gì đâu mà mắc cỡ hả chú? Ở bên phương Tây á, người ta hôn nhau hà rầm thì có gì đâu mắc cỡ. Chú ơi, chú muốn ăn bún mắm phải không? Cái gì? Chú muốn ăn bún mắm phải không? Tại sao cô nói vậy? Nặng mùi lắm. Quên đi. Sao không vệ sinh răng miệng vậy chú? Tôi ăn nó rồi sao? Thì hôi chứ sao. Nói cho cô biết, phương Tây là phương Tây ha, còn ở đây là Việt Nam. Phải giữ phong tục tập quán của ông bà ta xưa để lại. Chưa? Nam nữ thọ thọ bất tương thân, nghe chưa? Chú ơi, chú nhà quê quá à. Với lại con đã 17 tuổi rồi, con trưởng thành rồi, đâu có sao đâu. Chú không có bị tử hình đâu, chung thân thôi hả? Cái gì? Cô 17 tuổi dạ. Mà cô đã làm những cái trò gọi là có hành động giả mang với một người đàn ông như tôi à. Chú giận quá hả? Con hôn chú là chú giận hả? Chứ sao? Thôi được rồi, để con làm lại. Cô làm cái gì? Cô làm cái gì? Con hôn trả lại chú. Hồi nãy con hôn chú, bây giờ con hôn trả lại là quề. Không, tôi không hôn trả. Cô đứng lại đó. Chú làm cái gì mà? Trả cái gì? Hả? Cô nói gì? Tôi nói cho cô biết, cô không được lại gần tôi. Không, tôi không cần ai trả hay là lấy đi nụ hôn, thấy chưa? Gì vậy hả? Khó gần quá à. Trời ơi, anh làm cái trò gì vậy? Trời ơi, em tới đây mừng quá. Giữa thanh thiên bạch nhật vậy đó, anh kêu tôi ra đây để chứng kiến cái cảnh anh giết cô đây đấy đó. Cái gì? Em bình tĩnh đi, em đừng có ghen bóng ghen gió nữa. Cái gì? Anh nói tôi đó là ghen tầm bậy tầm bạ à? Ghen bóng ghen gió gì đó, bây giờ tôi thấy rồi nè, tôi chứng kiến rồi, tôi ghen được chưa? Hả? Cái gì? Ghen à? Người này ghen với người kia, đằng ấy ghen với ông cụ này à. Ủa sao kỳ vậy ta? Tại sao mà con trai mà ghen với cha là sao? Tôi không hiểu được cái mối quan hệ này là như thế nào. Im đi. Nó nghe nè, quen là quen sao tôi không hiểu vậy? 2 năm nay rồi tôi quen ảnh đó, một cái nắm tay còn mắc cỡ. Mà anh kêu tôi ra đây để chứng kiến cái cảnh mà anh hung ra đây, tôi sống làm sao nổi đây anh Long? Ơi em ơi, em anh đã nói với em rồi, tất cả là hiểu lầm. Anh không bao giờ anh hung cổ hết trơn á. Không có hiểu lầm gì đó. Anh mặc đồ vest nè, đúng không? Đồ này đồ vest đúng không Trinh? Không phải đâu. Trời ơi, lớn tuổi rồi sao mà ngu quá vậy? Cái áo này là áo sơ mi, ở ngoài là áo khỉ. Đúng rồi. Con heo mặc áo khỉ, ngộ quá. Cái gì? Cô nói gì? Cô nói ai heo hả? Nhông nhìn chú giống mà muốn nói chồng tôi heo được nghe chưa? Hả? Ngoại tình chứ không được nói chồng tôi là heo này heo nọ. Cái gì chồng? Chồng vợ gì ở đây? Đằng ấy là vợ của đây à? Không phải, tôi biết rồi, tôi biết ai là chồng ai là vợ rồi. Đây là chồng phải không? Còn đây là khẳng định là vợ chắc luôn. Tại vì sao? Vợ đang mang bầu con so nè. Chỉ có vợ mang bầu thì mới bụng bự như vậy thôi, chứ không ở đâu ra mà có người đàn ông nào mà tướng xấu như vậy được. Nó duyên dụng như vậy đó. Nói một lần nữa cho cưng nghe, chị là vợ, còn đây là chồng chị nè. Sao ngạc nhiên à? Chưa thấy người chồng nào đẹp trai kìa. Thôi bây giờ thôi, vợ chồng ở lại nói chuyện nha, tôi đi đây. Mày đứng lại. Trời sao vợ... Anh qua đó anh ngồi đi. Sao hung dữ quá vậy chị? Mày ngồi xuống đó đi. Trời đất ơi. Anh Long ơi, hoa hồng. Anh biết tôi thích hoa hồng mà đúng không? Anh đem anh tặng cho nó đó. Anh coi tôi ra cái gì nữa anh... Trời ơi nó nghe nè. Chị ơi, chị ơi, chị bớt giận đi chị à. Thật ra thì em với ảnh á là mà đúng rồi, chị mới gặp thôi à, em đừng có hiểu lầm. Không có mới gặp gì hết á, mới gặp mà hôn nhau vậy đó hả? Mà tôi nói sao á, nè anh ốm, anh hốc hác quá, bao nhiêu tiền á tôi nuôi ảnh, ảnh em nuôi mày hết rồi. Ô nu nàng à, ở đây nè, ốm nhơm nè. Ê nó nghe nè, tôi mập á, tôi cũng đâu ăn hết của có mấy người nó mắc mới đó, tôi mập mà nói sao tôi vậy là mập còn kia ốm hả? Bây giờ nói chẳng ra đó là 2 năm nay anh lừa dối tôi. Trời ơi, que
quen 2 năm rồi. 2 năm có mận ăn gì được chưa? Mới có nắm tay rồi cưng. Trời ơi, mới có nắm tay 2 năm trời không mận ăn gì hết. Trời ơi, sao uổng quá vậy? Tôi là 17 tuổi, quen 2 tháng thôi mà hôn 17 thằng. Cái thằng này là thằng 18 đó. Coi hình nè chị thấy không, mới chụp hình tức thì nè đó. Trời ơi, con đứa nó coi hình nữa. Có thì khoe. Duyên dùng quá. Anh thương nó đi. Tôi không, anh lùng thằng lừa đảo tôi. Cái gì? Lừa đảo gì em vậy? À, anh đâu có lừa đảo gì em đâu. Anh lừa dối em. Lừa dối gì? Anh á là một thằng ca sĩ hạng ba thôi. Cái gì? Mà một năm á lộn, một tháng trời anh tổ chức live show 2 lần. Anh sang quá, ai coi anh? Đồ đạc anh mặc nè, khán giả tôi phải cho tiền nó vô đằng nó coi anh. Mà anh đâu có hiểu đâu. Anh tưởng anh đẹp lắm hả? Tôi thương anh á là thương cái giọng hát của anh. Trời ơi, hát dở ẹt à. Mà thương gì trời. Vậy mà chị thương á cưng. Trời ơi, hồi nãy nè tôi nghe hát, hồi nãy tôi núp trong kia tôi nghe hát. Trời ơi, nó dở, mà nó dở xúc phạm bài hát luôn. Cô không được xúc phạm tôi. Cô đừng quên, tôi là ca sĩ cấp 3. Hả? Đó giờ tôi chỉ biết là học sinh cấp 3 thôi nè. Rồi phim cấp 3 nè. Trời ơi, ca sĩ cấp 3 là gì vậy? Là tôi ca sĩ chưa nổi đó cưng. Chị thương ảnh á là thương vì cái giọng hát thôi. Còn bao nhiêu á chị không có màng tới. Chị lo cho anh hết. Anh đâu có biết đâu. Anh luôn thằng lừa dối tôi đó. Trời ơi. Cái gì? Em mới nói cái gì? Em mới nói cái gì? Anh đã nói rồi từ đầu hồi nãy giờ là anh không có lừa dối gì em hết. Anh chỉ gặp cô này lần đầu, cô đè anh xuống, cô hôn anh. Thôi đi, anh né xa tôi ra. Nghe anh nói đi. Anh né xa tôi ra. Em à, em nghe anh nói đi nè. Anh né xa tôi ra đi. Ủa, mỗi lần giận nhau là cái né ra vậy là huề đó hả? Chuyện gia đình của ta, đừng có xí vô. Ngộ quá à. Bây giờ á, không có em anh gì nữa hết. Nghe anh nói nè. Không có nghe nữa. Bây giờ nói thẳng ra luôn, anh là một thằng điếu cán. Trời, nặng quá, nặng quá. Một thằng sở khanh. Trời ơi, xúc phạm. Ừ, tôi sở khanh, tôi điếu cán, tôi ăn bám đó. Bữa nay tôi hẹn cô gái tóc xù này ra đây. Tôi ôm, tôi hung, tôi chụp hình đó. Em ra đi thôi. Trời ơi, kịp quay cái tác rồi. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, chết rồi. Chú ơi, chú ơi. Chú ơi, lượm cục thịt lên chú à, lượm cục thịt lên nè. Cái gì? Thịt gì? Căng lên má nè. Trời ơi, chào khán giả thân thương, khán giả ơi, mới tán có một cái thôi mà cái mặt sệ rớt cục thịt xuống nè. Trời ơi, bây giờ có gì cô kìa. Trời ơi, sao? Chết rồi, bên đây sệ hơn bên đây rồi nè. Cô là bữa nay nhớ like nhiều nha, nhớ like. Em gán tán tôi ha. Được. Hồi đó giờ, chưa ai dám mạnh tay mạnh chân với tôi. Được. Kể từ ngày hôm nay, tình cảm 2 năm trời với tôi với em chấm dứt từ đây. Mua ra. Hả? Anh ơi. Anh Lâu ơi. Anh Lâu. Để up Facebook đó. Trời ơi, cái này nóng quá luôn chị ơi. Chị nóng cái gì? Ngồi xuống đây tao nói chuyện. Chị ơi, tao không ngờ. Chị ơi, chị bớt giận chị à. Mày kêu ai bằng chị? Thì nãy giờ chị xưng chị với em đó. Tao không thích kêu bằng chị. Chứ giờ kêu gì? Kêu bằng anh. Kêu bằng anh. Chị anh à, chị anh. Chị anh. Vậy đi. Chị anh ơi, em nói chị anh nghe là tội nghiệp ảnh quá à. Nãy giờ á là chị anh hiểu lầm ảnh rồi đó chị anh à. Hiểu lầm cái gì? Ảnh á là người lừa dối tôi. Còn cô á là một cướp chồng người ta. Không có cướp, trời ơi trời, khổ thân quá. Không có cướp đâu chị à. Đây nè, em nói chị nghe. Bó hoa này á, tụi em không có quen nhau. Tụi em mới gặp nhau có 20 phút à. Mày nói láo. 20 phút mà mày hôn nhau hả? 2 năm trời đấy nè. Nắm tay còn mắc cỡ. Ai biết chị ngu làm chi. Đây nè, bình tĩnh lại đi. Qua nè là ảnh tặng cho chị chứ không phải tặng cho em. Em giật trên tay ảnh, em cướp trên vàng mướp đó chứ. Ở đâu ra ảnh tặng em? Em và ảnh không hề biết nhau. Tao nói hồi nãy nè, ảnh ngồi đây nè, xong rồi ảnh tập vợt cái gì đó, tặng qua cho ai em đâu có biết, tặng cho chị đâu. Em mới nhào ra em mới cưỡng hôn ảnh. Biết sao hôn mấy người khác, ảnh mạnh quá đi. Em đè mấy người đó ra, người ta giạt em cái em té em dập mỏ. Còn ảnh yếu nè, ảnh không có kháng cự được, em mới hung được. Đây nè. Em hung lắm hả? Đây nè, hình hung nè, dễ thương. Đâu ai?
Nè, đi nè. Ổng hả? Ờ, cái mặt ngố này. Mặt dễ sợ mà. Bà bồ tao. Chị ơi chị, em nói chị nghe, chị đừng giận em. Chị biết không, tại vì á, bữa giờ á, like Facebook của em ít quá đi, nên em mới làm cái trào lưu là kích cam. Kích cam là cái gì? Kích cam á. Tự nhiên đi hôn trái cam à. Không phải, trời ơi, chị khờ quá, trào lưu thịnh lắm á. Kích cam á là mình nhào ra đường á, mình thấy ai lạ lạ nha, mà ngồi một mình cái mình nhào ra mình hôn người ta, mình cưỡng hôn người ta. Mà cái mặt người nào mà càng khờ, càng ngu, càng ngáo là like càng nhiều. Cho nên cái mặt này nè, chồng chị là thế nào em cũng được mấy triệu like cho coi. Cho nên là... Mày nói sao? Kiss cam là hai người không quen nhau. Dạ. Gặp ngoài đường, ngoài xá là tự nhiên nhào là hôn vậy đó hả? Dạ. Vậy tao hỏi mày. Dạ. Tao với mày có quen nhau không? Đương nhiên là không quen rồi. Vậy bây giờ tao sẽ kiss cam cho mày coi. Mày đứng lại. Ê, anh ơi, anh không phải là đàn ông. Anh không phải là đàn ông. Anh không muốn mẹ được đâu. Lại. Trời ơi, chỗ này. Lại. Lại đây. Cứu tao luôn. Cái gì? Nè, em biết không? Hồi nãy em đi đó, đi ra, đi ra trước nè, gặp cái cô này nè, cô chặn lại, cô cũng đè anh xuống, cô cưỡng hôn, cái là kiss cam gì đó. Thì ra hai đứa bay chung một phe đúng không? Thế này là bạn hai đứa mình kiss cam đó. Ủa gì kỳ á? Mà sao đang tập tự nhiên gặp tôi bỏ chạy hết trơn vậy? Tôi là người mà, phải là quỷ ma ba đầu sáu tay 12 con mắt đâu, tự nhiên gặp tôi bỏ chạy. Tức quá mà. Bây giờ thích chạy lắm đúng không? Cái xóm này gặp tôi thích chạy lắm. Tôi đốt cái đống rơm cho cháy cái làng chạy chơi nè. Đừng đâu. Trời ơi, tao nợ mày hay sao? Bây giờ tao chui đống rơm mày đòi đốt. Thôi, cái gì vậy cha? Tao lại mày Hy ơi. Nói thiệt, tao thấy đinh tao đạp, mày thấy mày tao né, tao không dám đạp luôn á. Làm gì né tôi? Mày là cái thằng xảo láo nhất cái làng này, đúng không? Trời ơi, mày chọc hết người này tới người kia, riết hồi cái làng này không ai tin mày hết. Tôi nói thiệt á, trong cái xóm này á, ai gặp tôi bỏ chạy cũng được. Riêng anh mà chạy là anh biết tôi tức dữ lắm không? Mất mới, tao chạy mày tức. Tại vì tôi gặp anh á, là tôi muốn thông báo cho anh một tin sét đánh. Đâu? Sét! Đâu? Sét! Đâu? Sét! Đông. Trời ơi. Ủa làm gì vậy? Nó minh họa cho chữ sét đánh á. Đông. Sét. Đông. Sét. Đông. Sét. Không. Ê ê ê. Thì ra vậy là sét đánh đó hả? Ừ. Đông. Sét. Đi vô. Thấy có ai cười không mà ra hoài vậy? Trời đất ơi. Giỡn mặt. Đúng tào lao. Tào lao thiệt cái chứ. Anh nói mày tào lao á. Tôi tào lao. Ủa gì tôi tào lao? Chuyện sét đánh là cái chuyện gì? Nói lẹ lên tao đi à. Đừng, đừng anh ơi, em chưa đủ tuổi, em còn nhỏ lắm anh ơi. Đừng anh ơi. Tao tán mày nghe, mày đứng dậy. Mày khùng hả? Tao đi à. Vợ của anh có bồ nhí. Mày điên mày. Vợ tao ở dưới quê đâu có lên Sài Gòn đâu, mày kêu vợ tao bồ Minh Nhí. Trời. Cái gì Minh Nhí đâu ở đây? Chứ không lẽ Dũng Nhí hả? Trời ơi. Tào lao. Mày nói cái gì? Bồ nhí ở đây có nghĩa là nhân tình, là người yêu mới đó, hiểu chưa? Vợ tao có người yêu mới. Đúng. Không tin. Không tin. Ai nói tao tin cái bản mặt mày là tao không tin. Tao không có mắt lừa. Anh đâu. Em thề với anh luôn, chính mắt em nhìn thấy. Chính mắt em nhìn thấy hồi sáng nha. Bả đem đi hả, xong có một cái thằng. Ê. Kìa. Gì vậy? Tai nghe không bằng mắt thấy. Nhìn kìa. Anh thấy vợ của anh chưa? Trời ơi. Ui, tức với tao. Thầy ghê chưa? Ê. Làm gì vậy? Có cổ bả cho làm gì? Bậy quá. Anh cứ vậy á, biểu sao chị không đi theo người khác. Trời ơi. Em nói nghe, có ghen, có tức, có giận cũng phải khoa học, hiểu chưa? Bây giờ tao phải làm sao đây? Bây giờ em chỉ cho anh nè, cầm cái máy của em, cầm đi. Em mở nhạc cho nghe, chui vô trong đống rơm, núp trong đó. Một lát bả ra đây á, mình bay ra, mình bắt tận tay, dây tận cánh luôn, hiểu chưa? Mày không... Mày... Đây, cầm, có cầm, cầm đi rồi nghe.
Chị. Em. Chị. Em. Chị. Em. À. Kiến cắn hả? Mày làm gì gặp tôi bỏ chạy vậy trời? Không có em ơi, chị gặp Đinh là chị đạp úi da da, còn chị gặp em là chị né đó. Trời ơi, em nói thiệt luôn á. Em là em thương chị. Ủa sao em? Em gặp chị là em muốn thông báo cho chị một tin là chồng chị có bồ nhí. Cái gì? Dạ. Chồng chị có bồ nhí hả? Kệ chồng chị nha. Ê, sao vợ chồng yêu thương nhau vậy, đâu kỳ vậy? Trời ơi em, bây giờ ai nói thì chị tin, còn em nói là chị không bao giờ chị tin nha. Biết ngay thế nào cũng không tin. Chứ sao? Em nói thiệt, em nói thề với chị luôn. Trời em tức dữ quá. Đây nè, đây nè, chị thấy gì đây không? Cái nón. Cái nón này của ai? Ai biết? Hửi đi rồi biết. Của chồng chị. Tại sao mày có cái nón của chồng chị? Thì đó, em thấy chồng của chị á dắt con nhỏ nào đó vô trong đống rơm. Em đi ngang qua em search được cái nón, em chạy đây em báo cho chị biết. Ê, làm gì vậy? Đốt đống rơm. Bậy. Chứ sao? Có ghen, có tức, có giận cũng phải khoa học lên, chị hiểu chưa? Trời ơi, khoa học là sao? Em nói cho chị nghe, bây giờ cái chuyện này không hay ho gì. Chị nhào vô một cái bà con biết, thúi mặt ảnh cũng thúi mặt chị luôn. Bình tĩnh đứng ở đây, để em vô em kêu ảnh ra, ba mặt một lời, nói chuyện cho rõ ràng. Okay. Ngày mai coi được á, ra tòa lấy vậy luôn, em làm chứng cho. Ngày mốt em bận rồi. Anh, ra đây. Bà thừa nhận rồi, thằng đó là nhân tình mới, nhỏ hơn bà 15 tuổi. Con nhỏ này nữa, mặc đồ vô đi ra. Nói chuyện ra vậy? Đừng có quan tâm em. Đã kìa. Bà ngon quá ha. Anh ơi, đừng, anh ơi. Cái gì tôi từ nói anh ơi, đừng. Đừng, anh ơi, đừng. Tôi không ngờ bà là con người như vậy. Ông không ngờ cái gì? Chị bớt nóng. Ông cũng ngon chứ bộ. Hả? Bớt nóng, bớt nóng. Ông đang làm cái gì đó, ông biết không? Tôi thấy hết rồi. Thấy cái gì? Hả? Bà nói đi. Nói cái gì? Cái thằng đó là thằng nào? Thằng nào? Cái thằng nó đưa quà cho bà. Thằng shipper. Shipper. Ủa shipper là gì mà? Shipper là nhân tình đó. Nhỏ hơn bà 15 tuổi. Bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Bà còn chối không? Đừng anh ơi, đừng anh ơi. Đưa đây anh ơi. Đưa cái gì? Đưa đây. Bà đưa quà đây. Đưa đây. Đưa luôn phải không? Đưa luôn đó. Trời ơi. Trời ơi. Tìm hiểu nè. Tỏ gì vậy? Tình nè. Đưa thiệp nè. Mượn coi. Trời ơi. Cái thiệp nhạc này tôi thích dữ lắm nè. Trời ơi, hồi đó giờ thích dữ lắm mà đâu có ai tặng đâu. Mở ra nè. Đóng lại nè. Mở ra hết pin xé luôn. Ê! Sao tự nhiên quýnh em? Vậy? Thích thiệp nhạc đó đúng không? Thích lắm. Bà tặng cho mày đúng không? Bậy. Trời ơi, nghĩ sao cái thiệp này phải ngày sinh của em đâu. Chứ ngày sinh mày ngày mấy? Ngày rằm tháng 7. Cái mặt như cô hồn. Hả? Tao nói thiệt. Ủa sao ngày của tôi? Thấy chưa? Tại vì tôi biết cái tính của ông hay quên, nên tôi bày đặt tôi chuẩn bị những cái này nè để làm bất ngờ cho ông. Vậy đó, em thấy không, thằng chồng gì nó không có hiểu tính chị, em hiểu không? Bình tĩnh chị. Anh im đi. Anh đừng có nói cái gì nữa hết trơn hết trọi á. Anh là một người đàn ông phụ bạc, có cá phụ canh, có trang quên đèn, dắt chanh bỏ vỏ qua cầu rút dáng ăn cháo đá bát. Đúng rồi. Em hiểu rồi. Cái kiểu này á là ông có nhân tình mới, cho nên mới kiếm chuyện với chị. Đúng rồi. Bây giờ tôi hỏi ông, con nhỏ này là ai? Ê, đi ra. Em cho tính nam. Đi ra. Con nhỏ trong đống rơm là ai? Đúng. Lôi nó ra cho chị. Lôi ra luôn. Nhỏ nào? Đi ra đây. Trời ơi, bà điên vừa. Đi ra đây thôi. Vô đi cái gì? Bà nghe lời nó. Nghe cái gì? Ông nó xạo lao. Không có năng lực cái gì hết trơn á. Ui da. Bây giờ tôi hỏi ông, con nhỏ này là ai? Nhắm mày trắng hả? Đứng lên đây cho chị. Nghe, mày giải thích mà không rõ ràng tao quýnh nhìn ra luôn. Mày nói. Nói. Chuyện này là sao? Hình như mấy chị mày trắng tới. Không mắc lừa mày đâu. Tao lấy cái kim tao lẻ con mắt mày ra bây giờ. Nói. Không phải. Bình tĩnh. Có ghen, có tức, có giận cũng phải khoa học. Biết tại sao không? Tại vì em là một con người không tin vào tình yêu. Mà em nghe đồn trong xóm này hai anh chị yêu thương nhau dữ lắm, mà em không có tin, cho nên em mới bày ra cái vụ này. Ai về sau cái vụ ngày hôm nay, em mới thấy hai anh chị yêu thương nhau thiệt. Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc. Vậy nha. Đứng lại mày đánh tao hoài. Ê. Tại ai đó nên duyên tình dở dàng. Không phải. Tại vì anh ghen quá. Anh yêu quá anh mới ghen chứ. Vợ. Vợ. Bà con ơi. Chết rồi.
Có ai có dầu gió không? Có ai có dầu gió không? Cho má con mượn cái dầu gió đi. Cháy nhà! Cháy nhà! Bà con ơi, cháy nhà! Mày đến đây thằng điên! Khùng ha! Anh Sơn ơi, má em bị trúng gió rồi, anh qua cho em mượn chai dầu đi anh. Mày chọc tao cả ngày không ngủ, giờ tối để cho vợ chồng tao ngủ nghe. Em nói thiệt mà. Bà con ơi, dì Đào ơi, cho con mượn chai dầu gió qua cạo gió. Đi cho mày! Không có ai tin mày hết á. Đừng có tin đó bà con ơi. Không có đâu, tin con một lần này nữa thôi. Thôi, con nói thiệt mà. Má con bị trúng gió thiệt á. Bà con ơi, cứu má con giùm đi. Có ai ở dưới đây biết cạo gió qua cạo gió giùm cho má con đi. Trời ơi. Má, sao má kêu con đi mượn dây dầu gió rồi nhờ bà con qua cạo gió? Bà con đi đâu lâu dữ vậy? Má ơi, con có kêu bà con qua cạo gió mà. Con có kêu mọi người cho con mượn dây dầu gió mà. Thôi khỏi đi, không có ai tin đâu. Cũng bay hết. Tôi bay bay ngày nào cũng chọc ghẹo bà con, nói dốc nói xạo, phá làng phá xóm. Nên bây giờ có nói thiệt cũng không ai tin. Má ơi, má đừng có chuyện gì xảy ra nha má. Thấy con, chưa con thấy tác hại của cái chuyện mà xạo láo người ta chưa? Bây giờ tới lúc đụng chuyện là không có ai giúp hết, thấy chưa? Cũng may tao là hàng xóm nè, cũng có tình nghĩa. Chạy dầu đúng không? Dạ. Nè, em cảm ơn anh. Em cảm... gì vậy? Tôi tự nhiên đưa tôi chạy dầu ăn chi vậy cha? Chạy dầu. Trời ơi, nó đi mượn chai dầu mà nó còn tiết kiệm chữ gió nữa. Trời ơi, mày muốn tao tức chết phải không? Má ơi, má ơi, tao má tức ơi chết cho mày. Má bình tĩnh anh ơi, kêu bà con cứu má em giùm anh ơi. Anh ơi, má ơi. Má ơi, má đừng có chuyện gì xảy ra nha má. Má, má ơi. Má ơi. Dầu. Có ai có chai dầu gió không? Có ai có chai dầu gió không? Cứu má con nói thiệt. Con có giỡn đâu. Cứu má con. Ai có chai dầu gió cho con mượn. Cứu má con. Má. Má ơi, con biết lỗi con rồi. Từ đây về sau con không có lừa gạt bà con trong xóm mình nữa. Má dậy đi má. Con biết lỗi con rồi má ơi. Má ơi đừng mà có bỏ con mà má ơi. Mọi người thấy má con mất, mọi người vui lắm hả? Ôi, mày khóc mà cái cầm mày cấn vô nách tao nhột muốn chết. Hả? Má ơi, cười mà không dám cười. Ủa má, chuyện này là sao? Sao chăng gì? Thì bởi bay tối ngày chọc kẹo bà con, phá làng phá xóm, cho nên má với mọi người ở đây á mới bày ra cái trận này nè để dạy cho bay một bài học, biết chưa? Mà cũng may á, bà con ở đây người ta ai cũng hiền lành, người ta không có để bụng, chứ còn mà gặp người khác là người ta đập con lâu rồi, biết không Huy? Dạ. Sẵn đây tôi cũng thay mặt nó xin lỗi bà con dạy cái mang. Con tôi đẻ ra tôi biết, nó quậy nó phá vậy thôi chứ tâm địa của nó không có độc ác gì hết. Bà con tha lỗi cho nó nha, tha lỗi cho nó nha. Đi xin lỗi bà con đi, mau lên. Dạ, con xin lỗi bà con. Hồi đó giờ con giỡn, con chọc phá bà con. Con hứa là từ đây giờ sau con không chọc phá như vậy nữa. Bây giờ lỡ mà tái phạm một lần nữa thì sao? Không, mọi người tin con đây, con thề luôn, con không có tái phạm lần nào nữa hết á. Con mà còn chọc phá bà con một lần nào nữa hả, cho má con chết thiệt ơi. Thực ra hôm nay mà nói hài lòng thì anh cũng chưa hài lòng lắm. Kịch bản có ý và ý có trò hết, mà tại trò mình xử lý nó chưa có được đắt đó, nhưng mà em vẫn quyết định em giữ lại. Và rõ ràng là nó không có ăn, tại mình đứng ở trên mình không thấy được bao quát đâu, nhưng mà ở dưới người ta sẽ thấy rất là rõ, cho nên đây là một cái kinh nghiệm cho mình nha. Dạ, cảm ơn anh. Qua cái tiểu phẩm này thì em đang thấy rằng là anh Hy ảnh hơi bị áp lực quá, anh cố gắng thứ nhất là hoạt ngôn, thứ hai là hình thể về mọi thứ hết, cảm giác rằng là mình đang bị áp lực về cái điều đó nên đâm ra mọi thứ đang bị gồng diễn hài. Đôi khi người ta sẽ cười từ những cái lực của tình huống thôi, nhưng mình phải khai thác nhiều hơn về tính cách nhân vật, đó là cái mà em thấy. Câu chuyện này nó giống như một cái câu chuyện cổ tích. Dạ, đúng rồi, đúng đó. Bạn dàn dựng nó nhẹ nhàng,
Nhưng mà tôi muốn dòng sau nếu mà bạn có mặt thì bạn phải có một cái gì đó nó phải đột phá hơn. Vậy thôi. Cái Cười Xuyên Việt mùa 1 á, thì tôi có nhớ có một cái là ăn khế trả vàng. Và các bạn đó làm rất là tốt. Khi các bạn đem một cái chuyện dân gian mà thế giới đều biết và hài là cái tình huống bất ngờ. Bạn không có tình huống bất ngờ. Và tại sao nó không hấp dẫn người xem? Đó là bạn cho chúng tôi biết lý do tại sao thằng này nó phải nói dối. Thì những cái nhân vật kia xuất hiện người ta mới áp phê. Đây là một cái tuồng dân gian, em lại không làm theo cái kiểu đúng của dân gian. Em cổ xí cho cái chuyện nói dối đó hơn nữa. Thì người ta càng ngày càng ức và em gỡ cái mặt. Thì người ta sẽ thích. Nhưng mà cái phần diễn kỹ thuật, cái cá nhân của em á, thì phải đậm mạnh vô cái đó để mình tiếp tục bước đến vòng sau. Dạ, cảm ơn chị. Wanted, play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is not. Chị xin chữ ký đi anh Nu Phước Thịnh. Ủa, tôi đâu phải Nu Phước Thịnh. Ủa, mới nghe giọng Nu Phước Thịnh hát mà. Đúng rồi, cái giọng Nu Phước Thịnh, mặt Nu Phước Thịnh nhưng mà cái miệng của tôi. Đứng lại, đứng lại, xin bà con hãy nán lại chờ một chút. Bởi vì nếu có mặt ở đây, bà con sẽ có cơ hội nhận được những tấm vé này từ tôi. Vé gì? Đây là những tấm vé xem chương trình ca nhạc vào ngày mai với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Chương trình gì vậy? Đón xem. Vào tối đêm mai tại nơi đây sẽ có một buổi đại nhạc hội với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Nhưng hiện tại phòng vé chúng tôi đã hết vé. Nhưng đừng lo lắng. Những ai chưa có vé, hãy nhanh chóng tìm người nào còn vé để năn nỉ cho mình được một chiếc vé. Năn nỉ tôi. Bên đây nè bà. Năn nỉ. Anh. Nhiêu vé vậy? Dạ thưa mấy chị, 150 một vé. Tôi mua 300 ngàn. 400 ngàn. Tôi mua 500. Tôi 50. Thưa mấy chị, mấy cái tấm vé này á, không phải muốn mua là mua, muốn bán là bán đâu. Chứ sao? Mấy chị phải mua đồ thì mới có cơ hội được tặng vé. Mãi vô, mãi vô. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng chúng tôi. Người nào chồng bỏ chồng chê, mua cái áo đẹp chồng mê tới chiều. Bao nhiêu người xấu mặc áo xinh, bấy nhiêu người xấu không mua cái nào. Mãi vô, mãi vô. Đi quay. Nhìn mặt cha này quen lắm nè. Hình như hồi nãy mới cầm cái loa đi ngang đi đọc đọc á. Hey, đâu có quen, lạ hoắc à. À, đúng rồi, lạ hoắc à. Bán gì vậy? Dạ thưa mấy chị, bán quần áo. Giá cả làm sao? Thì giá cả phải chăng, nhanh tay chơi, quẹo lửa chơi, sumi 35, quần tay 35, áo xếp 35, áo dây 35, cả cảm 35, nhanh tay nhanh chân, quẹo lửa chị ơi. Trời đất ơi, buôn bán gì mà rau không có nghe gì hết á. Rau lại mà chậm coi. Chị nghe kỹ nha chị. Sơ mi 35 áo vest 35 quần tây 35 cơ kỳ 35 áo cổ lọ 35 sơ mi trắng 35 sơ mi đen 35 tất cả 35. Rau dễ thương quá à, chịu. Chịu hả chị? Vậy mua giúp em trai một cái áo này đi chị. Mẫu đàn ông sao tôi mặc? Chị mua về cho chồng chị mặc. Cậu nói cái gì? Em nói chị mua về cho chồng chị mặc. Chồng tôi chết rồi. Chị ơi, chị cho em hỏi anh nhà sao chết vậy chị? Bệnh chết. Anh bệnh gì vậy chị? Ung thư giai đoạn cuối. Cái đầu rụng hết trơn tóc và... Sao mày bị ung thư mà mày giấu tao? Mấy lần tao định nói cho mày biết. Nhưng mà... Ê, cái gì vậy mày? Tao đâu có bị ung thư. Tao bị hói từ nhỏ. Không có đâu, bị ung thư á. Tao nói mày rồi, mày phải giữ gìn sức khỏe chứ. Tao với mày buôn đây bán nè. Ơi, quen à. Hey, đâu có quen. Là hoắc à. Đúng rồi, lạ hoắc à. Chị, mua giùm tụi em cái áo này đi chị. Nhưng mà mẫu đàn ông sao tôi mặc? Chị cứ yên tâm, với cái sự sáng tạo của em, em sẽ biến một cái áo nam thành một cái áo nữ chỉ qua hai đường kéo.
rốn, một bên có tay, một bên sát nách. Kỳ diệu thế. Cậu cậu còn cái này để làm gì? Trời ơi, cái này công dụng của nó kỳ lạ lắm nha chị. Chị cứ đeo nó theo bên người làm phụ kiện. Mà nếu như mà ra đường á, mà chị lỡ gặp tai nạn gãy tay á, thì bỏ vô luôn khỏi băng bột. Dạ thưa chị, có 50.000 thôi. Sao chị thấy em sáng tạo thấy ghê không? Để yên tâm đi, mọi người đã gọi em là thánh chế thì chị cứ yên tâm ở em. Anh là thánh chế đúng không? Dạ đúng. Bây giờ á, từ những cái vật dụng bình thường mình sử dụng hàng ngày ha, anh chế sao cho tôi được một cái áo mà tôi mặc được. Tôi khen anh hay, tôi mua đồ cho anh. Wow, ca này khó. Nhưng mà được, không sao, cái gì thánh chế cũng làm được hết. Chỉ một đường kéo, tôi đã có một cái áo hợp thời trang và trong suốt. Mua, cảm ơn chị, 50.000. Kính thưa quý vị, như vậy là hai người đã có được hai tấm vé. Khi mua được hai cái áo, hiện giờ chúng tôi vẫn còn hai tấm vé nữa. Mãi vô. Ê chú, tụi tôi á thích xem ca nhạc lắm. Nhưng mà không có tiền mua vé, có cách nào có vé mà không cần tiền không? Ê, có chứ chị. Bây giờ mấy chị cứ ở đây xem em biểu diễn một vài tiết mục nghệ thuật. Nếu mà mấy chị thấy hay á, mấy chị vỗ tay cổ vũ nhiệt tình lên thì mấy chị sẽ được em tặng vé. Thiệt không? Dạ thiệt. Ở đây xem mọi người. Ủa hộ đi. Xin hân hoan chào mừng quý vị và các bạn đã đến với một góc nhỏ giữa đồng ruộng xanh bát ngát. Chim tung bay, cò tung bay, có cây dừa, có cây mương, lắm cây mương làm sân khấu. Và bây giờ tiết mục đầu tiên xin được phép bắt đầu. I have a plan. Thôi trời ơi, tôi tưởng đâu cái gì, cái này nhàm quá rồi. Bà này vô duyên, nhưng mà tôi thấy nó vui. Không có vui. Vui. Không có vui. Ba tao là chùm ở đây đó, mày có tin là tôi xúc mày không mày? Tôi có một con cháu, tôi có con cá cha. Ồ, con ông cháu cha. Mời. Chú ơi, nhỏ thì được ưu tiên, con nhỏ thích nghe kể chuyện lắm. Đúng rồi chú ơi, nhỏ thì được ưu tiên, con nhỏ thích nghe kể chuyện lắm. Thấy thương quá. Lại đây chú kể chuyện cho con nghe nha. Cái gì vậy cha nội? Ý tôi nói con nhỏ là nhỏ con tôi kìa, chứ đâu phải là tôi. Vậy mẹ. Ừ. Con. Dạ. Ôi trời ơi, gì kỳ vậy? Thì có đâu kỳ, tại vì con tôi nó bị già trước tuổi. Tôi có một bà vú, tôi có một cục đá. Ồ, vũ khí đá. Cái chú này kỳ quá à. Bây giờ muốn chú coi diễn tiếp một gì nè. Con muốn chú diễn cải lương hồi quảng. Con thích lắm, con thích lắm. Được rồi, con bị lãng xương, nó con bị lãng xương. Diễn đi. Rồi, diễn cho bà già coi đi. Con không có già, con không có già. Rồi, diễn cho con nít coi đi. Rồi. Quý vị ơi, Quý Phi, nàng có thể nào tém gọn cái bụng của mình vào được không? Quân Dương, chàng quên rồi sao? Sao? Thiếp đang mang trong bụng giọt máu của chàng mà. Tôi chết rồi. Tại sao vậy Quân Dương? Chị Hoàng Thái Hậu vừa ra chiếu chỉ bắt ta phải đuổi nàng ra khỏi hoàng cung nghe lộc. Quân bà Hoàng Thái Hậu á, bà già cỡ nào vậy? Bà già cỡ con đó. Quân Dương. Xa cách không còn ta trông thấy nhau, từ giá lên đường em đi xứ xa, anh ở lại nơi này và biệt em lên đường. Chàng hỡi, vị lính của vua cha đã phán ra, dù mình có tha thiết yêu nhau nhưng làm sao em kề cận mãi bên chàng. Hay hả mấy cô? Vậy mấy cô thấy con có thể đi theo nghệ thuật được không? Không. Ủa sao vậy?
Công nhận là anh hát cải lương hay thiệt, nhưng mà bây giờ cải lương kén người nghe dữ lắm. Tụi trẻ bây giờ tụi nó thích nghe nhạc trẻ không mà. Mà anh hát nhạc trẻ ha, anh phải đẹp trai. Đó, mà anh không có gì hết trơn trọi á. Thôi bỏ ý định đi nha. Cảm ơn hai cái vé nha. Thôi bỏ ý định đi đi vé. Thôi đừng có buồn, dân đây ta thẳng tính vậy đó. Thôi mẹ con tôi đi về nha. Khoan đã. Em gửi cho chị với bé hai cái vé xem ca nhạc ngày mai nè. Ủa sao chú cho tôi vậy? Thì cũng giống như là cảm ơn hai người nãy giờ đã ngồi chịu đựng coi em diễn. Chị biết không, em không nói dấu gì chị, thật ra cái nghề chính của em là buôn bán quần áo đi mưu sinh. Nhưng mà em mê diễn lắm. Em thấy ở đâu có nhiều người coi á là em muốn diễn à. Nhưng mà không ai coi em hết chị. Cho nên á em mới nghĩ ra cái chiêu, em bỏ tiền túi ra em mua vé xem ca nhạc để em tặng cho khán giả, nhằm mục đích là em kéo khán giả coi em diễn. Nhưng mà chị cho em hỏi thiệt nha, bộ em diễn không hay hả chị? Thì cũng khó nói lắm. Thôi ráng tuần sau quay lại đi rồi tôi trả lời nha. Ráng tuần sau nha. Vậy về nha. Chị về suy nghĩ đi chị. Tuần sau em quay lại nha chị. Tuần sau mày xuống á, mày xuống một mình đi. Sao vậy? Sao cái gì? Buôn bán thì mày không lo buôn bán. Bán được bao nhiêu tiền mày lấy mày mua vé mời người ta đi coi mày biểu diễn. Tại sao mày phải làm như vậy? Rồi cuộc đời mày sẽ đi về đâu? Tại vì tao muốn có người coi tao diễn thôi mà. Mày đam mê nghệ thuật thì mày kiếm trường lớp mà mày học. Còn không á, xin vô mấy gánh hát rồi học nghề trong đó. Chứ tao thấy vậy á là không có ổn. Mày giúp tao nè. Mày chọn đi. Một là theo tao đi buôn bán, còn hai thì mày đi đi. Trung Ủa chị, sao nói ngày mai mới gặp mà chị? Trời ơi, thì nãy á tôi thấy hoàn cảnh của cậu đáng thương, tôi kể cho mấy bà nãy nghe. Cái tôi với mấy bà gom lại được 600.000 tiền vé gửi cậu nè. Nhưng mà chị ơi, thôi, cái tiền vé này là... Giữ đi, chú buôn bán lợi bao nhiêu tiền đâu. Tôi nói nghe nè, chú thích diễn lắm phải không? Thì chú cứ cố gắng mà diễn, tập từ từ rồi diễn á cũng sẽ thành công thôi à. Má con nói đúng đó. Cảm ơn hai mẹ con nhiều nha. Này, con tặng cho chú con hạt nè. Nó tượng trưng cho niềm hy vọng. Con chúc chú may mắn. Chú cảm ơn con. Mẹ con tôi á, mong là một ngày sẽ được gặp anh trên TV nha. Cảm ơn. Tôi về nha. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Là chính tôi. Dù cho ngày tết còn đó những trông gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Tôi nhất định sẽ cố gắng để đi theo con đường đam mê của mình. Và kính thưa quý vị, anh Tú xin được giới thiệu, đây thí sinh Lê Nguyễn Tấn Anh, là anh ruột của MC Lê Nguyễn Tấn Dũng. Thôi nói tự thích đi thi đam mê thôi chứ không có gì hết. Đó, bây giờ mình vô cái mục đề chính đây nè. Vâng, kính thưa quý vị. Đừng có kính thưa quý vị. Bây giờ người nhà ở đây bên hả? Đi xuống dưới. Không. Xuống dưới không được nói, đi xuống dưới, xuống dưới ngồi. Đi xuống dưới ngồi. Điên quá, người ta làm nghề mà đi xuống dưới vậy. Làm nghề tí xíu làm sao về riêng trường hợp này để cho em làm. Nó đuổi luôn. Bảo xuống dưới đi. Đây. Đúng kế chị Diệt Hương. Đây là công tư phân minh nha. Tuấn Anh khi đi thi, Tuấn Anh cũng rất là áp lực. Tại dù gì cũng là anh của Tuấn Dũng, mà Tuấn Dũng là áo quân. Thật sự thì giống như anh ví dụ ba anh cũng là nghệ sĩ, bây giờ anh theo nghề cũng áp lực lắm. Nhưng mà đối với khả năng của Tuấn Anh thì cái tiết mục này đã là một tiết mục thành công của Tuấn Anh rồi. Và thật sự anh hy vọng rằng Tuấn Anh sẽ có những tiết mục hay hơn nữa, sẽ thể hiện hết khả năng của mình trong những tiết mục sau. Chị Khải Như, chị có thấy là Tuấn Anh giống Tuấn Dũng không chị Khải Như? Dạ giống cái bụng nè, cái bụng giống nè. Có giống không? Ôi sao kỳ vậy, sao đây xẹp lép mà kia bụng quá vậy. Ủa mà sao ông anh đẹp trai hơn mà ông em nhỏ con. Tú bớt bớt. Dũng là người nhà của Như, đừng đụng tới Dũng nữa. Em trai người ta tội quá nè. Bây giờ nè, em thấy được cái hình ảnh của những người mà áp
ủ niềm đam mê của mình mà cứ gặp trắc trở, và em thấy được cái ngọn lửa đam mê của anh. Và anh hát hay nữa, anh có được cái ngoại hình, cái vũ đạo tốt nữa. Nói chung là để có những cái vũ đạo mà những cái hành động, những cái gì đó nó thoăn thoắt mà với cái bụng nó là rất là vấn đề, rất là khó. Đúng rồi, có cái bụng vậy chị đố em nhảy đó. Thì đó, nói gì nói đụng tới cái bụng hoài vậy. Ủa à, đụng bên kia, à bên kia tới hai cái bụng lận chị ơi. Hai cái bụng là phải nhìn trước nhìn sau chứ. Tuấn Anh diễn rất là có duyên, rất là dễ thương mà mộc mạc, cái đó là cái rất là cần thiết của một cái diễn viên hài. Thì hôm nay Bảo nghĩ là Tuấn Anh cũng sẽ rất là vui khi bên cạnh trên sân khấu này mình có một cái người em, và trên xa xa là ba mình đang ngồi xem mình thi nữa. Chú Tuấn Tú đang ngồi trên à, có mẹ nữa, có mẹ nữa à, quá hạnh phúc. Phải nói là hôm nay là đại hội gia đình của Tuấn Dũng à. Em chặt Tuấn Anh hoài một hồi là em ăn đòn nha. Thôi, em không dám, em sợ rồi. Trong cái tiểu phẩm này nó có những cái tôi rất thích. Thí dụ như hai bạn diễn, mấy người kia nói đồng loạt. Cái đó tôi nhớ tới cái hình ảnh của cái dàn đế trong cái chèo dân gian Việt Nam. Bây giờ thì kịch hiện đại ít có làm cái chuyện đó lắm. Nhưng đặc biệt tôi lại thích ở cái chỗ là một cái hình ảnh của Sơn Đông Mãi Võ đã có một cái cơ hội để mình đến với thử thách và tiếp tục vượt qua để bạn đến với cái tình yêu nghệ thuật một cách trọn vẹn. Xin cảm ơn bạn. Con cảm ơn chú. Chị Việt Hương. Khen quá rồi, giờ phải chê chứ, đúng không ạ? Em không xuất hiện nhân thân của em, người ta không hiểu. Cái thằng này tự nhiên nó đang đi buôn bán quần áo mà nó mua một cái vé 150, rất là lớn. Thì em phải lật ngược lại cho người ta biết là tôi mê, tôi thích. Trời ơi, tôi mê ông này lắm, tại em ra em làm Lưu Phước Thịnh mà, hiểu không? Tất cả những cái kỹ thuật cá nhân của em để giới thiệu một Tuấn Anh ngày hôm nay, em hoàn toàn có thể là một diễn viên. Em hát hay, em nhảy được. Cái bụng bự em có duyên, gần chết lắm em lại phà ra, em nói em đang mang thai, có duyên lắm. Và hôm nay em xứng đáng để em đi tiếp tục. Nhưng hồi nãy định quay qua cự Diệp Tiên rồi, định phạm Tiên mớ ai vậy đâu. Tiên nói dạ cái này Tiên chỉ hỗ trợ chứ không phải nằm ở phần dàn dựng. Nếu nằm phần dàn dựng thì chị sẽ lật lại để người ta hiểu cái nhân thân. Khi thương thì trái áo cũng tròn. Chào đón em, chị nghĩ em phải hơn Tuấn Dũng chứ. Em là anh của nó mà, hiểu không? Cứ bình tĩnh đi. Cảm ơn chị Việt Hương rất nhiều. Xin cảm ơn những lời nhận xét rất chính xác của nghệ sĩ Việt Hương. Nó xạo xạo vậy. Nó xạo lắm. Nó đứng sau lưng tôi, nó xin, nó xỏ làm đủ thứ đó. Nãy giờ em xin điểm đó chị. Thôi về đi, ông đừng có xạo quá ông ơi. Mướn rồi quết rồi, về bận quá mà. Đi đi. Đừng có xuống đây với tụi tôi làm gì nữa hết á. Anh Dũng ơi. Nó về chỗ của mấy người đi. Dạ dạ. Thôi. Các bạn bình sao á, thiệt á. Các bạn nhảy gì mà không có phong cách gì hết trơn á. Thiếu phong cách, không có chất riêng. Chứ bây giờ phải làm sao? Ờ, các bạn muốn sao các bạn phải theo mình nè. Các bạn ơi. Ôi. Say oh yeah. Oh yeah. Say oh yeah. Oh yeah. Say long đẹp trai. Thôi bỏ đi. Các bạn bình sao á, thiệt á. Hôm qua tôi làm bài kiểm tra, tôi làm được lắm luôn á. Tôi chắc chắn với bạn á là tôi sẽ được điểm 10. Ai quan tâm? Con bị sao vậy? Mà hôm qua bạn làm bài được không? Cái gì? Bạn đang quan tâm lo lắng chăm sóc cho tôi đó hả? Hả? Bạn bị sao mà có bị mất trí nhớ không? Nếu Hằng không nhớ, để tôi nhắc cho Hằng nhớ. Đọc đề thi hôm nay khó quá. Nhìn đề thi ta muốn lăn ra ngủ. Biết bao nhiêu lời thầy dặn dò. Học hành cho tốt nghe chưa? Tự nhiên bay đi theo gió. Nhìn bạn bên sai xưa ghi chép. Hằng đẹp quá à. Người bạn thân suốt 3 năm học. Hãy cho tôi xem bài một lần. Một lần thôi. Hỡi ơi, bạn thân của tôi. Hả? Bạn nhìn tôi cứ như không hề quen biết. Cứ như không hề thân thiết. Dấu mất bài thi. Thế mà lúc bạn hứa trước khi kiểm tra sẽ cho tôi xem thật nhiều lôi chép. Tôi hận bạn. Mà giờ đây giấu đi không thèm cho xem. Giấu tôi cho bạn cây kem. Ác quá bạn ơi, ôi trời ơi. Cái mất vẫn không được xem. Bạn nhớ chưa? Bạn nhớ chưa? Trả cho tôi cây kem đây. Cái gì? Bạn đòi tôi cái kem á hả? Ừ. Vậy tôi hỏi bạn nha, bắc thang
lên hỏi ông trời, lấy kem cho gái đẹp có đòi lại được không? Mấy bạn làm gì vậy? Ê, bạn có phản ứng đó. Tôi nói bạn vừa mập á, vừa xấu à. Không ai mà tự nhiên nhận mình đẹp hết trơn, vui duyên dễ sợ. Bạn nói tôi xấu, bạn nói tôi mập. Vậy chắc bạn ốm quá ha. Xin giới thiệu cho các bạn, mình là Duy Long, học sinh trường tiểu học Truyền Thông Khang, nổi tiếng, đẹp trai, hát hay, tốt bụng. Ha. Ờ, tốt bụng á. Bụng là gì? Tốt bụng có nghĩa là mình có rất là nhiều ích lợi đúng không? Ví dụ như là nhà người ta đó, ăn cơm dư để cho chó. Nhà mình ăn cơm dư để cho mình. Suy ra các bạn là con chó. Kiki. Tôi thích cắn mà đó, bạn quy định tôi là ăn chó. Thì bây giờ tôi quy định lại bạn là đồ ăn thừa để tôi ăn. Tôi mệt bạn lắm mày đó. Bạn lo mà học bài đi. Một lát cô vô á, không thuộc bài á là cô la cho mà coi. Đúng rồi á. Các bạn bị sao á, thiệt á. Nè, giúp tôi một ngày hôm nay thôi, quậy banh lớp luôn. Giúp tôi một bữa nay thôi. Không. Đi mà. Tôi nói rồi. Bảo, giúp tôi đi. Thôi, không giúp đâu. Chơi. Không. Bạn không chơi hả? Tôi sẽ đánh bạn. Tôi đánh bạn gãy cái cần cổ. Từ cần cổ nó làm khổ xương sống. Từ xương sống nó tống qua xương sườn. Từ xương sườn nó nương qua lá lách. Từ lá lách nó tách qua ruột già. Từ ruột già nó tà tà xuống ruột non. Từ ruột non nó lon ton qua thận. Từ thận nó mới làm lận đận trái tim. Hiểu không? Nhưng mà mình đã nói với bạn là mình không có giỡn nữa mà. Ma má cho mình vô đây học mà mình không học là mình thất học. Mình thất học á là mình làm cho cô giáo thất vọng. Cô giáo thất vọng, ba má thất vọng, ông bà thất vọng, mọi người thất vọng, xã hội thất vọng. Mình vọng vô miệng bạn đó. Bên ngoài à, ăn hiếp ngoài à, cô giáo, cô giáo. Chúng con chào cô ạ. Rồi, ngồi xuống hết đi. Cảm ơn Bảo. Chúng ta sẽ tới môn toán. Câu hỏi đầu tiên cực kỳ đơn giản. 30 chia 2 trừ cho 5 bằng mấy nè? Dạ con. Dạ con. Đó, cô rất là vui bởi vì hôm nay bạn nào cũng xung phong hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cô mời Long. Cô bị sao á, thiệt á. Dạ thưa cô, cái phép toán này dễ lắm. Lớp 2 cũng trả lời được nữa cô. Nhưng mà con không phải lớp 2 nên con không biết. Con bị teo rồi á. Con bị teo thiệt luôn á. Cô ví dụ cho Long đi. Dạ. Ha. Con có 30 cái đùi gà. Dạ. Sau đó bạn Bảo đi. Bạn Bảo ăn hết phân nửa số đùi gà của con. Rồi bạn Bảo thèm quá, bạn Bảo lụm luôn 5 miếng đùi gà của con. Hỏi con còn bao nhiêu cái đùi gà? Cô nói thiệt hả cô? Ừ. Bạn bị sao á, thiệt á. Tại sao bạn lại lấy đùi gà của mình? Không chơi với bạn nữa. Bạn lấy đùi gà của mình. Hóa ra là mấy cái ly sữa của mình bạn cũng lấy đúng không? Bạn có đánh đùi gà của mình. Con bị sao vậy? Dạ không có sao đâu cô. Tại vì bạn cô vừa nói là bạn ấy lấy đùi gà của con không chết. Nhưng mà cái này cô chỉ ví dụ thôi mà. Vậy mà con hỏi cô thì không, cô nói thiệt, cô làm sao á, thiệt á. Con sao rồi? Bình thường cô giả cô như thế nào mà hôm nay con trả bài cho cô như vậy hả Long? Hôm nay con quá đáng với cô lắm rồi nha. Con có tin là cô mời phụ huynh vô không? Ê, cô mời phụ huynh được kìa, bạn năn nỉ xin lỗi cô đi. Năn nỉ xin lỗi cô đi. Con cảm ơn cô. Con giỡn mặt với cô quá hả? Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô là con cảm ơn sao? Hả? Giờ ra chơi á, mấy bạn vô mét với cô á, là con rất là quậy. Con vô lớp con bài hết trò này, bài tới trò kia, con phá hết người này, phá tới người nọ. Rồi cô vô trong lớp mà con dám đánh bạn trước mặt của cô là sao? Thêm nữa, những cái câu rất là đơn giản mà cô thừa biết là con... Con cảm ơn cô vì nếu như cô gọi ba mẹ của con thì ba mẹ con sẽ dành một chút thời gian cho con. Cô biết không, nhà con á, rộng hơn trường mình nhiều. Rộng cỡ này nè cô nè. Nhưng cô biết không, mỗi ngày á, con làm gì á, cũng chỉ có mình con à. Con ăn một mình, con ngủ một mình, con chơi, con cười mình con như khùng vậy á cô. Con, ba mẹ con đâu? Ba mẹ con đi làm rồi. Ba má con bận lắm. Con rất là nhớ ba mẹ con. Con ước à, con mở mắt ra là
con nhìn thấy ba mẹ con gì có khi cả tuần con không gặp ba mẹ con á cô. Con ngước rồi mở mắt ra, con nhìn thấy ba mẹ con. Bữa nay là sinh nhật của con, ba mẹ con lại đi đâu từ sớm rồi. Con sợ là ba mẹ sẽ không về dự sinh nhật với con á. Bộ tiền bạc và công việc á, đối với người lớn quan trọng dữ vậy hả cô? Quan trọng hơn cả con luôn hả? Cô xin lỗi Long, nhưng mà cô nói Long nghe nè, con nít có một nhiệm vụ, đó chính là ăn đúng cử, ngủ đúng giờ, học hành cho chăm chỉ. Thì người lớn người ta cũng có nhiệm vụ, đó là lao động nè, đó là kiếm tiền, là lo lắng cho gia đình con cái. Cho nên là con đừng có giận ba mẹ con. Con phải tin là trên đời này chỉ có ba mẹ con thương con nhất thôi. Vậy là con phải ngoan đúng không con? Đúng rồi, phải ngoan. Hôm nay con không cố tình làm vậy đâu, con bày trò vậy để cô gọi cho ba mẹ con á. Tôi ngoan nè, cô hiểu rồi, cô xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mấy đứa. Dạ. Bây giờ cô ra cái quyết định vậy nha. Chúng ta sẽ được nghỉ một tiết. Cô có một bất ngờ này cho Long. Gì vậy cô? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con trai. Ba mẹ xin lỗi con. Long nè. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Là niềm hạnh phúc nhất của ba mẹ. Ba mẹ hứa là sẽ dành nhiều thời gian nhất để cho con. Con cảm ơn ba mẹ. Trong một cái vở kịch á, cái câu gieo của bạn á áp phê thiệt, tại vì bạn là con nít. Bạn gieo cái câu gieo cho tới cuối luôn. Cái câu gieo nó cũng hợp tình hợp lý, mà cái kiểu nhấn nhá đại từ của bạn y hệt như bạn bảo luôn. Thì tôi cũng biết là cái tình thầy trò thấm thiết tới đâu. Khi đóng vai con nít, nó có một cái sự gọi là ngô nghê trong cái nghề diễn. Diễn viên mình phải có cái của mình. Thì em đã làm được điều đó. Có nghĩa là em vô cái gia nhân vật, cái em bé này nhìn thấy và tin. Chúc mừng em đã vượt qua cái vòng này, và chị nghĩ là em sẽ bước được vòng kế tiếp. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Cái lúc mà em diễn trên sân khấu, anh Lập cũng xoay qua nói với chị, trời ơi sao mà em nhớ cái thời đi học quá. Công nhận em đóng vai học sinh hay ghê luôn á. Nhìn thấy cưng lắm, chị ngồi chỉ có cái cảm giác mình giống như mình coi của một cái chương trình dành cho học trò, đúng không? Đúng là cái kiểu rằng là hồi xưa đi học lớp nào cũng có một đứa y như vậy luôn. Cũng béo béo mập mập vậy nè. Đó là một cái điểm nhấn rất là riêng biệt. Và khi mà hình ảnh của bạn xuất hiện, người ta nhớ liền cái nhân vật đó. Bạn đưa ra một cái thông điệp nó hiện đại, nó có cái kết nó cũng bất ngờ. Câu chuyện của bạn tôi thích, bạn diễn thì là chân thật. Cảm ơn. Từng thấy một cái buổi casting nào mà từ sáng tới giờ này không có một người tới cast? Trời ơi. Trời ơi, cuối cùng có ai tới cast không vậy trời? Có em. Bị sao vậy? Thoát gì để lậu? Ủa? Chứ có thoát gì để gốc hả? Té ảnh hưởng thanh quản, nói lộn được không? Thoát gì để nệm? Anh, cái anh này, anh ơi, anh phải đạo diễn không? Anh là đạo diễn à? Trời đất ơi, cái gương mặt này, ôi một gương mặt thật thanh tú, ôi đôi mắt anh thật trìu mến, ôi một gương mặt thật phúc hậu. Anh
Em tin chắc rằng với gương mặt này anh làm chương trình nào thắng chương trình đó, đúng không anh? Đúng vậy. Tôi là một đạo diễn tài ba, và với gương mặt này tôi đã làm nên nhiều chương trình ăn khách. Và điển hình là buổi casting này, từ sáng tới giờ đã có 1000 thí sinh tới cast. Wow. Khoan, để em. Thấy ghê chưa? Chỉ với một mũi dao nhỏ thôi mẹ đã bắn con rùa thành 8 khúc. Găm vô người ta nè ba. Cái này sự cố anh ơi, cái này là sự cố anh hiểu không? Anh nói nghe nè, nãy giờ em giỡn với anh thôi. Em là thí sinh, em tới đây em casting. Bây giờ là em mắc diễn quá, bây giờ là em đang có tâm lý. Rồi. Tâm lý em nó đang cuộn trào rồi. Rồi rồi rồi. Bây giờ anh cho em diễn liền đi. Rồi. Anh không cho em diễn nó tuột tâm lý là em chết đi tại chỗ. Rồi rồi rồi. Bây giờ tôi sẽ cho anh một tình huống. Dạ dạ tôi dạ. Nghĩ là cũng đơn giản thôi. Anh đóng vai cho tôi vai gì anh, vai gì? Một người cha. Em là một người cha già, cực khổ sống ở miền quê sông nước. Em đi lên thành phố và em ở trong nhà của con trai em. Dạ. Thì em bị con dâu em hàm quan nói là em ăn cắp đồ nhà nó. Trời đất ơi. Em xử lý đi, giỏi hay dở là ở bản lĩnh của em đó. Em làm được, em làm được. Cho em chuẩn bị nha. Rồi, chuẩn bị nha. Em chuẩn bị nha em ơi. Em chuẩn bị nha. Chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Chuẩn bị. Giết. Sao hôm nay hai mắt đều giật, dự cảm có chuyện gì không lành. Cha ơi. Cha ơi. Cha ơi. Cha ơi. Cha ơi. Cha. Ủa cha, sao cha đi ngang như cua vậy cha? Đi ngang vậy mới quay hình được. Cha ơi, sao cha buồn vậy cha? Ủa cha, cha buồn cha đợi nhắc nữa hả? Con không nhắc là cha quên buồn luôn đó. Tâm lý cha dựng quá. Cha oan ức quá. Cha có muốn ngồi ghế kể. Lấy cho cha cái ghế, cha mỏi chân quá. Dạ. Cha bận đồ như cô dâu vậy. Ủa cha, cha mỏi chân mà sao cha đứng? Đứng dậy lấy hình nhiều hơn. Mục đích sống của cha chỉ là để được lấy hình thôi à. Con thương cảm quá cha. Cha ơi, mà có chuyện gì vậy cha? Con vợ của bay. Dạ. Nó nói cha là ăn cắp đồ. Trời ơi, sao nó dám nói cha ăn cắp đồ? Mà cha ăn cắp cái gì mới được chứ? Cha có ăn cắp cái gì đâu, mà ngày nào nó cũng đi ra đi vô. Nó nói nó mất, nó mất. Mất, mất, mất cái gì? Mất wifi. Trời, cha con hơi bất hiếu một cái cha. Trời đất ơi, anh làm gì vậy? Làm gì mà xàm xí dữ vậy? Mất gì không mất, mất wifi. Xúc động rớt nước mắt luôn nè. Trời đất ơi, anh kêu tôi xử lý theo tính cách của tôi. Tôi thấy nó mất cái wifi thì tôi nói tôi mất cái wifi chứ sao? Thôi được rồi, dẹp. Cái tình huống này nó xa lạ với anh quá, anh không có diễn được đâu. Bây giờ tôi cho tình huống kế tiếp nè. Anh sẽ dẫn bạn gái đi coi phim. Tưởng tượng dẫn bạn gái đi coi phim. Đúng vậy. Chị Dược Hương đi với em chị. Đi coi phim chị. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Cô chị dắt chị lên đi coi phim. Cái đó là chừng nào bị loại, chị lên chị ôm chia tay đi về đó. Xui nè, xui nè, xui nè. Bây giờ nè anh, bây giờ là em cần có một người bạn nữ để hỗ trợ cho em, hiểu không? Rồi hiểu rồi, không? được rồi. Cút đâu? Chuẩn bị diễn phụ bạn nha. Đây nè, hồi nãy có quan sát hết mọi thứ rồi đúng không? Anh. Có ai phụ em không? Rồi, có rồi. Trời đất ơi, hay quá anh ơi. Anh ơi, đâu rồi? Đây nè. Giả gái nữa. Thầy Trung Nhân chửi nữa. Làm tốn bộ tóc giả Ngọc Trinh 1997. Không có cái hộp bàn để bỏ vô luôn. Nè, đem cái này vô luôn nè, cho trống sân khấu nè. Rồi anh ra đây em nói cho anh nghe. Chơi bản lĩnh luôn ha, bản lĩnh luôn anh, tới luôn anh. Tới luôn. Nè bây giờ nè. Em nhỏ hơn anh, em là em của anh. Nhưng bây giờ anh đóng vai bạn em, anh đóng vai anh của em. Thì anh là em của em,
mà bây giờ em là em của anh, nhưng mà anh là anh của em, nhưng mà em là bỏ luôn đi, mệt quá. Cuối cùng cái máu mủ ruột thừa nó ra làm sao? Nói chung bây giờ nè, anh trong vai thằng em của em. Rồi. Em làm anh, ok? Rồi. Vậy okay. Là bây giờ thay vì giỡn bạn gái đi coi phim là giỡn em trai đi coi phim. Ok. Bây giờ mình thể hiện cái khí phách đàn ông cái nè. Yeah. Vô đây. Vô đây. Anh ơi, anh có sao không anh? Anh có sao không? Anh. Đừng. Tại sao em hổn như thế? Em xin lỗi. Em xô anh một cái ngã lộn mèo. Dạ dạ, để em nhẹ nhàng lại. Titanic. Em trai. Nhạc đi anh. Hốt nè, hốt nè. Freestyle. Ấm. Thiếu máu lên đảo, bớt quay. Anh Trác, em John nè anh Trác. Chị Rose chết rồi. Em John nè anh Trác. Anh Trác. Anh Trác ơi, anh đừng chết, đừng bỏ em anh Trác. Em ơi, anh sẽ không bỏ em đâu. Dạ. Nhưng mà ở dưới này đông nó băng lạnh. Ủa băng nó đông lạnh lắm. Dạ. Em à. Kéo anh lên, anh đã lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá, vậy mình đi coi phim nha anh. Ok em. Dạ dạ. Em trai. Dạ. Em đợi anh lấy xe em chở em đi chơi nha. Dạ ok anh. Đợi anh nè. Ok anh. Không tin mới rớt xuống nước luôn á trời. Em trai. Dạ sao có anh? Có xe luôn. Nè nhớ nè, nhớ nè. Ngồi nè, đàng hoàng nè, tử tế nè, hớn hở nè. Dạ. Đi nha, lên đường. Em ơi. Dạ. Em có thấy ngày hôm nay tình anh trai và em trai nó vui vẻ như thế nào không nà? Ủa trời, dạ anh. Ôi em bị cái gì vậy? Dạ em hớn hở đó anh. Ôi em hớn hở như ai dựa em vậy? Anh kiểm tra coi tròng đen em còn thôi. Mày bớt xàm được không? Dạ. Bớt xàm được không? Dạ được. Bây giờ có muốn đi coi nữa không? Dạ muốn. Đổi vị trí đi. Mày lên mày chở tao nè. Mày là thằng em nha, nhớ anh nha. Hai. Chơi coi như là trong cái tâm lý là đi chơi nhưng mà giận nhau. Rồi. Tâm lý đó đi. Ê, mình đang đi xe đạp đó. Tao đi xe buýt. Thích thì chiêu. Lên đường. Bất chấp vậy. Bồ đen. Mày chạy cái lề đường sao mà không chạy, mày chạy xuống cái lòng đường làm cái gì vậy? Mày chạy mày tìm ai? Nè, bớt đi. Bớt cái gì mà bớt, nghĩ sao cái dũng sình bự chà bá. Nó chạy nó không để, nó chạy thẳng vô chúng bà già bán vé số tội nghiệp đứng bên kia đường. Nè, dù gì thì cũng bớt đi. Còn chừa đường cho mình nhãn xanh nữa. Em xin lỗi chị. Chị chạy cho kịp giờ đầu thai nghe chị. Rắc. Cửa nhãn xanh khép lại rồi. Bon. À, dừng xe. Chuyện gì? Trời ơi, nhấn ba lần té muốn chết luôn. Đi em. Ôi trời ơi, em nhớ nhìn cái xa kìa em. Dạ sao anh? Sao thấy anh? Thấy cái gì chưa? Dạ chưa. Lề đường kìa, ôi thông thoáng quá, cái bụng tam cấp đập sạch rồi. À, dạ anh ơi. Ủa nhưng mà trước các nhà tại sao lại có cọng dây thừng treo xuống vậy anh? Trời, đu vô nhà đây em, bởi vì bậc thềm giờ tới cổ sao đi vô. Ơi. I love you Singapore. I love Singapore. Đây là Sài Gòn. Tới Vĩnh Long. Xuống Vĩnh Long coi phim hả em? Ờ. Ôi ôi đi xa dữ. Coi phim nha.
Ủa làm gì vậy? Ăn bắp, ăn không? Ăn. Em làm gì vậy? Em ăn bắp. Con ăn bắp xào má ơi. Làm nãy giờ cả muốn chết không nói. Có ai ăn bắp trái mà ngồi múc lấy múc để không trời? Vô rạp ai ăn bắp xào? Tại sao người ta được ăn bắp rang mà tôi không được ăn bắp xào? Vậy sao không ăn bắp caramel, bắp phô mai mà ăn bắp xào? Tại tôi thích có hành, tôi ăn bắp xào được không? Mày muốn ăn bắp xào, tao xào cho mày ăn. Thôi. Mày bớt xàm được không? Mày nói ai xàm? Tao nói mày xàm. Tao nói mày xàm. Tao nói mày xàm. Tao nói mày. Hai đứa cũng xàm. Rồi họ mà. Coi phim nha. Trời đất ơi, thấy ghê quá. Ôi trời, cái lá nó sợ quá. Sao vậy anh? Sao vậy anh? Con zombie kìa, thấy ghê không? Con zombie kìa, thấy ghê không? Hoạt hình anh. Thì mình coi phim khác. Phim khác là phim gì? Kinh dị. Chuyện kể về một cô gái sống côi cút một mình. Cuộc sống cô đang yên lành thì bỗng dưng một ngày nọ, Mũ Chi Ghẻ và hai cô con gái độc ác xuất hiện. Đúng ngày đi lễ hội, cô gái vui sướng trong chiếc đầm xinh đẹp. Thế là ba mẹ con ganh tị, liền lao vào múc cô gái tới tấp. Cô gái trùi lũi trong đau đớn. Và lúc đó, cô gái khóc thét lên. Đúng lúc ấy, bà tiên xuất hiện. Tiên hả? Cổ tích lọ lem bà. Xin hà đơ hà đè la. Nói gì vậy? Cổ tích lọ lem. Xin hà đơ hà đè la. Đố mày nói lần nữa đó. Nói nhiều quá nhạt ngu. Ồ. Nói nghe nè. Cái gì? Vô chị. Hồi nhỏ giờ nghe ba chuyện này sợ muốn chết. Hả? Mày mất nhận thức hả? Mày không có tuổi thơ hả? Tuổi thơ? Ôi, tuổi thơ là cái gì vậy nhỉ? Tuổi thơ là cái gì? Ôi, hãy để tao nuốt luôn tuổi thơ của ngoài nè. Xàm quá luôn á. Đừng mà. Em không thích đâu. Đừng. Đừng nhìn em như vậy. Đừng. Đừng nhìn em như vậy. Đừng mà, đừng mà. Đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Tôi nói rồi, tôi diễn bằng hết cái sức mình. Có bao nhiêu ga tôi chơi bấy nhiêu. Có bao nhiêu cái tâm tôi đẩy ra hết. Tâm hả? Tâm thần á. Ê, nè. Một lần nữa anh không được xúc phạm tôi nghe chưa. Bây giờ tôi không nhiều lời với anh nữa. Vĩnh biệt. Ê, thấy tao diễn được không? Được. Nói chung á là nãy giờ á, tao thử mày vậy tao thấy là mày cũng có khả năng á, mày làm được á. Cố gắng lên. Tại tao căng thẳng quá nên nó vậy. Mày căng thẳng cũng đúng thôi. Ai đi thi mà không căng thẳng. Nhưng mà quan trọng á là mình phải tin vô bản thân mình ha. Rồi mình phải nỗ lực hết sức, tâm quyết. Thì không có gì phải lo hết. Với lại mày lo gì? Mày có tao mà. Lo hả? Đi thi không lo sao được. Bây giờ có nhiêu chơi bấy nhiêu, chơi một trận ra trò. Được chưa? Mày nói thì cũng có lý á. Nhưng mà bởi vì quyền đậu hay rớt đâu phải do mày quyết định đâu. Chứ do ai quyết định? Mấy anh chị cô chú thương em, tháng cho em qua vòng này em cảm ơn. Xin điểm, dơ, rẻ tiền, dơ. Ai dơ, mày mới chửi ai dơ. Tao nói là mày muốn thành công, mày phải dẹp bỏ những cái tâm dơ bẩn của mày. Nhưng mà nè. Sao? Mày nghe tao hỏi nè. Sao? Vậy mày có hứa cùng tao chơi cái trận này hết mình không? Nhất trí. Yeah. Tôi xin chúc mừng phần dự thi của thí sinh Hoàng Phúc. Cho con hỏi là lý do vì sao mà nghệ sĩ Trung Dân đứng lên ạ? Các bạn rất là thông minh, nhạy, tích tắc. Các bạn sửa kịch bản mà tôi biết trong cái tiểu phẩm này các bạn biến tấu nhiều khúc, các bạn tự cương. Tôi mắc cười ở cái chỗ là khi mà cái tàu Titanic nó chìm rồi thì cuối cùng em là John, em quá thông minh đi. Quá thông minh. Anh Jack, em John nè anh Jack. Chị Rose chết rồi. Cái độ lầy của em nó cũng rất là nhiều ha. Giải thích nữa. Vô tình chúng ta đã có được những cái tình huống hết sức là thú vị. Từ cái người xem tới các bạn diễn và các bạn làm ra cái tiếng cười. Diễn xong rồi, bây giờ các bạn có thích cái trường đoạn nãy các bạn diễn không? Dạ thích. Đó là một cái sự sáng tạo, sự thăng hoa của những người nghệ sĩ. Tôi bây giờ tôi không nói nhiều,
tiểu phẩm này tôi kết và tôi sẽ cho điểm ngon lành vậy thôi. Cảm ơn chú sĩ Trung Dân. Em choàng cái khăn màu hồng lên thì chị có quay qua chị hỏi lập liền là có phải anh Dân nói là không có cho giả gái thì không cho giả mẹ thì đổi là thành ba đúng không? Thì lập nói đúng, chị nói chết nhỏ rồi không biết là kịp cho em không. Nhưng mà sau khi chị thấy em đóng nam cũng rất là hay mà đóng nam hay lắm, lúc mà em run run em đi ngang đó, tới cái lúc mà cái Titanic cái tàu nó bể, chị đã nói với lập là chị cắt nha, còn dài không và chị sẽ cho em vào vòng sau. Vì người diễn viên giỏi nhất là cái gì? Giỏi nhất là ứng biến trên sân khấu. Và khi có tình huống gì xảy ra, mình cũng phải hoàn thành hết. Kể cả có chuyện hung tinh xảy ra đối với mình, vẫn phải hoàn thành đêm diễn đó một cách hoàn hảo nhất cho tất cả các bạn diễn. Thì em đã quá tròn để ứng biến sau những cái khó khăn của ban giám khảo bắt. Và chị Vinh Dân đồng lòng đưa em vào vòng sau. Anh và anh Tiên rất bất ngờ với em. Chẳng những em là một ẩn số chương trình này, chẳng những là đáng gờm cho các bạn trong bảng này, mà đáng gờm luôn cho các bạn trong bảng A. Bữa giờ là tập suốt luôn á. Anh thấy em cứ đứng một góc, cứ tập suốt hoài à. Mà thấy hai nó rất là thấy thương. Khi mà em diễn những cái thích ứng của em, anh nói thiệt, rất là hay. Thật sự trong cái diễn xuất em nó nhiều màu lắm. Vậy anh hy vọng vô vòng sau phải diễn một cái màu khác màu này nữa. Trong cái tiểu phẩm này anh mới thấy được một điều rằng là những cái gì mà em đã cố gắng gò mình vào trong đó nó lại không hiệu quả bằng cách em thích ứng và em từ những cái phản xạ đó thì cái duyên dáng tự nhiên nó ra. Chị nghĩ hồi nãy á là nó bị áp lực, bây giờ tự nhiên không cho giả gái nữa, chạy ra đằng sau, em chạy đằng sau em kêu đừng nữa, chuyển qua nam. Đúng rồi. Thành ra lúc đó tâm lý của em được không được làm thôi, làm hết mình, em làm đai đi, thành ra lại đúng không em? Không, Hương nói trước khi ra là Hương nói gì không đúng, cái này nói đúng kìa. Không phải là ăn mai. Cái này nó có một cái tư duy, nó thích ứng ngay chỗ đó, mình phải công nhận cái tài của nó ngay chỗ này. Không, nhưng ý chị nói là cái đó không phải sắp xếp của em, làm cho hết mình được không được, rớt cũng được. Cái hết mình là tên tiểu phẩm này luôn đó chị. Ủa vậy hả? Em với lại Phúc tự suy nghĩ ra đặt tên tiểu phẩm này là hết mình, cứ làm hết mình, cái này không có gì để mất hết. Và hy vọng rằng là em sẽ giữ mãi cái nét thích ứng này, cái sự thông minh, cái sự nhạy bén này để có thể tận dụng những tiểu phẩm sau và làm cho nó xuất sắc hơn. Cái tiểu phẩm này đề cái chữ hết mình bình thường nó phải có cái dấu chấm than nữa, hiểu chưa? Cảm ơn. Ủa tụi bay làm gì vậy? Chụp hình siêu mẫu. Dạ. Ai nói tụi bay chụp hình siêu mẫu? Ở đây tôi mới là siêu mẫu nè mấy má. Trời ơi, chị Bảy bướng vô cái lồng này là mấy anh em hậu đài phải gia cố sàn rồi đó chị Bảy. Tao nói cho mày biết, tao là đầu gấu trong cái lồng chim này nghe chưa? Tụi bay phải nghe lời tao nghe chưa? Mày tính ra. Mày là con chim gì? Dạ, em là con chim hạt. Cái con chim kìa. Tao hỏi mày là con chim gì? Trên đời này không có loài chim nào tao là con chim khạc phụt đó. Em quỷ, mày chơi mày diễn biết cước mày. Cái này là tao diễn khôn á. Thôi đi, nói lại mày là con chim gì? Trời ơi, em nói với chị rồi, em là con chim hạ. Chim yến. Mày chim yến, mày nói lại mày chim yến đi, mắc mới phun nước miến. Chị ơi, cái đó là nó phun nước yến vô mặt chị á. À, cái đó là thương hiệu của em á. Ai mà dính nước yến của em á là da mặt đẹp lung linh. Anh ơi, da em khôn, cho em miếng đi. Cách ra. Con kia. Dạ. Mày là giống chim gì? Dạ thưa chị, em là con chim. Thêm thằng này là tụi em xúc đó cho chị. Chị ơi, sao quýnh em chị ơi? Em là con chim mà em không biết em là con chim gì. Mày đâu có sao, mày khùng mà ba má mày nói cho mày biết là mày là con chim gì chứ. Tại vì cái lúc mà em còn trong một cái trứng là em đã rơi khỏi tổ. Lúc đó em chưa kịp hỏi ba má em là con chim gì. Rồi sao? Em đâu có cam tâm đâu chị, em phải leo ngược lên cành cây, em vô tổ của em để em tìm ba má em chứ. Rồi em hỏi ba má em đi. Vui lắm chị ơi. Sao vui vậy? Nguyên cái ổ của em bị thợ săn hốt sạch. Rồi tao chưa thấy con chim nào vô tâm như mày luôn, ba má mày bị bắt mà mày vui dữ vậy? Cái đó là em diễn tâm lý ngược đó chị, trong lòng của em đang đau rấm rứt. Em đâu có chịu như vậy, em lần theo dấu chân của bác thợ săn để em đi tìm gặp lại ba má của em. Rồi em tìm được chưa? Bãi đáp của bác thợ săn là một cái nhà hàng tiệc cưới. Rồi em chui vô đi. Em dán cửa sổ em chui vô liền. Chị ơi vui nữa. Vui sao vậy em? Nguyên cái ổ của em lên mâm hết luôn. Rồi ba má mày bị giết mà mày còn vui hơn lúc ba má mày bị bắt nữa là sao? Nhưng mà chị ơi em thông minh lắm chị, em biết nhìn trên menu. Đúng rồi, phải nhìn trên menu. Dạ. Mày biết được ba má là con chim gì? Dạ, nó ghi ba em là bồ câu quay. À em là con kêu bồ câu. Má em là cu đất xúc bánh đa. À em là con cu đất. Anh chị em của em là chim cút chiên bơ. Gia đình quá rối ren. Chị ơi, gia đình em đâu có rối ren, con người mới rối ren mà. Một tổ chim mà làm ra được nhiều món.
Vậy bây giờ tóm lại mày là con chim gì? Hên lắm. Có người nói với em là con chim gì, nói cho em biết rồi. Ai nói? Anh Đan Trường, anh nói em là con chim trắng mồ côi. Chim trắng mồ côi, chim trắng mình ơi. Mừng nó vô. Dạ. Thương mà em đợi, con sáu, bỏ tao sáu. Bỏ tao. Ê con bạn chim sáu tánh, mình đang chơi cặp đôi nha. Mày nghĩ sao mày giành hết đất diễn? Mày ép tao vô trong cánh gà vậy mày? Tao ép mày vô cánh gà thì ở đây tao mới nổi được chứ. Không, tao muốn ở đây, tao muốn được tỏa sáng, tao muốn được lồng lộn, tao không cam tâm. Coi đứa nào lồng lộn hơn đứa nào. Nè, nè, nè. Trời đất ơi. Nè, tụi bay lồng lộn là bánh rách lòng một cái, tao giết hai đứa tụi bay liền nghe chưa? Đúng rồi chị, cho em hỏi một cái chị. Từ nãy tới giờ em vô tụi em làm quá mà tụi em không biết cái lồng này là cái lồng gì chị. Ở đâu vậy chị? Trời, tụi bay không biết hả? Không. Nhìn đi rồi biết. Làm gì vậy? Làm gì mà thấy người ta đẹp rồi lẻo đẻo đi theo người ta hoài vậy? Bộ định thả thính, định cua người ta hả? Nè, hôm nay là Thắm đi chùa, Thắm tịnh tâm, Thắm cầu duyên, chứ không có ý đồ gì đâu nha. Trời ơi, ai cua bà đó bà nội? Trời đất ơi, ủa chứ đi theo tôi chị? Dạ em đi bán chim phóng xanh chị ơi. Trời đất ơi, mới sáng sớm đi chùa cầu duyên mà toàn cái thứ nghiệp chướng gì đâu hả? Đánh ra. Chị, mua giùm em cái lồng chim phóng xanh đi chị. Chứ thấy nghiệp chị nó nặng dữ lắm rồi đó chị. Ê thằng kia, mày có tin là tao trở cái cánh đường tao phóng vô ông mày không? Trời ơi chị ơi, chị mới tạo nghiệp trước cổng chùa đó chị. Mồ phật, chết rồi, bây giờ chị khổ nghiệp quá, chị phải làm sao giờ em? Mua chim phóng xanh liền tay. Vậy hả? Dạ. Vậy bán cho chị một lồng chim. Vô đi lửa thôi. Trời ơi, vậy là mình là chim phóng xanh sao? Tại sao con khóc? Khổ quá bụt ơi. Dạ. Khổ gì mà khổ? Làm chim phóng xanh sướng muốn chết khổ chỗ nào? Đồ cái con chim ngu muội. Chim người ta đang bay ngoài trời tự do mắc mớ gì chui vô lòng làm chim phóng xanh mà sướng cái chỗ nào? Đúng rồi, em muốn được bay tự do. Các em đừng lo, chúng ta sẽ được thả ra để bay. Được hả chị? Đúng rồi. Chừng nào hả chị? Tới giờ thả chim. Trời chú trang lòng. Thấm thủ thiêm, con thành tâm phát nguyện, con thả anh năm con chim, một con chim mập, chết chim, và bốn con chim ồn, để ồn quá. Hôm nay là con lại ơn trên phù hộ độ trì cho con mau sớm có chồng. Rồi bây giờ các em chim ơi, hãy cùng nhau bay lên trên bầu trời xanh đi nào. Được bay rồi kìa, được tự do rồi. Em có cá. Bay đi đâu vậy? Bay theo con chim mập đi. Và đủ số. Ai mua chim phóng xanh không chị ba chị bảy ơi? Ủa hình như mình đáp là cái lồng cũ phải không? Hình như cái gì? Chính xác là như vậy rồi. Trời ơi. Trời cao có thâu, sao đài làm chim phóng xanh bị nhốt vô lồng, xong đem thả ra. Nó đem vô lồng xong rồi nó thả ra. Chim bay mà không bay, chim bay mà không cho bay, chim bay mà không được bay, chim bay mà không bay, sao là chim phụ trò chim qua người ơi. Thôi, cái bẫy gì vậy? Bây giờ bắt vô thả ra làm chim phóng xanh như vậy làm sao mà chịu nổi? Em tuyệt vọng và đau đớn. Em đau đớn và tuyệt vọng. Thôi đi. Hai cái con này mệt ghê, lồng lộn hoài luôn á. Đứng lên.
Ta đã nói rồi, kế phóng sanh của chúng ta là để tạo công đức cho tất cả mọi người. Các em không biết câu slogan nè? Câu gì? Hey! Ở đâu cần công đức? Ở đó có chim phóng sanh. Kiên cứ bay cho đời bớt nghiệp. Giỏi quá, các em thích nghi rất nhanh. Ê, thích nghi cái gì? Cái này là tôi liệu theo bà chứ tôi thích nghi cái gì. Bà nghĩ làm sao cùng là loài chim mà bà khoái làm chim phóng sanh làm sao? Ủa, làm chim phóng sanh sướng nè, rồi tạo được công đức cho mọi người. Chúng ta bay, chúng ta phóng sanh, mọi người sẽ cầu an cứu nguyện. Tôi không có mượn, tôi muốn được bay, tôi muốn được tự do. Tôi muốn được tự do, tôi muốn được bay. Trong cái lòng này đã vô rồi thì không bao giờ có chữ tự do. Hả? Nè nha, hôm nay rằm tháng giêng là chúng ta sáng giờ mới bay được có một xô thôi. Hả? Chúng ta còn 15 xô trong cái ngày rằm này để bay đó. Hả? Trời ơi, bay 15 xô làm sao mà bay nổi? Bay riết là phải quen thôi. Đã tới giờ thả chim rồi. Trời, bay nữa hả? Trên lại không về trên. Hồi nãy con cầu duyên, còn bây giờ là con thả chim cầu an. Xí nữa con cầu tình duyên gia đạo. Xí nữa con cầu sức khỏe, cầu an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Happy New Year. Nói chung là con cầu tùm lum tá lả. Mỗi lần cầu là con thả một đồng chim. Cầu ơn trên phù hộ độ trì cho con. Các em chim ơi, hãy tiếp tục bay lên nữa đi nào. Bay nữa kìa. Bay nữa khổ quá. Chim nó rụng lọt bọt hết rồi, bây giờ anh lấy lòng chim đâu mà chị phóng sanh. Chị cần một lòng chim phóng sanh. Dạ, chị đợi em một chút. Vậy là tiếp tục đi chùa cầu duyên phóng sanh. Công đức vô lượng. Vậy ước mơ của em anh, cái đó là tay trái thôi anh ơi. Còn tay phải? Dạ em cầm giày. Anh ơi, em cũng có ước mơ nữa. Rồi ca sĩ luôn đúng không? Dạ không. Chứ gì? Dạ hoa hậu. Ồ, ước mơ mà đâu có đóng thuế đâu anh. Trời ơi, ngày xưa em đẹp lắm, tới bây giờ em có bớt miếng nào đâu. Thôi bớt quan tưởng giùm em cái chị. Rồi ra lấy trái sầu riêng vô đi, lấy trái sầu riêng ra đi. Dạ em đâu có bán sầu riêng đâu anh. Chứ bán gì? Dạ thực ra là em thích cô Lệ Thủy rồi em mở nhạc nghe chơi vậy thôi à. Trời. Rồi tóm lại bán cái gì? Gì dạ em bán xin gum. Trời ơi. Mà nó xong đánh giày cho nó. Từ từ đi. Xum gum á thì mình hát cái bài xum gum. Tự nhiên hát ăn xum gum này hát bài sầu riêng là làm sao? Sao đột anh? Không lẽ mình rao vậy nè. Ai mua xin gum có? Ai mua xin gum? Anh thấy kỳ không? Anh. Kỳ lắm. Dạ anh có gì mà thôi anh ơi đánh giày đi thôi giày. Thôi trời ơi thôi đánh giày cái gì thôi em đi. Nè tôi nói cho hai người biết nghe chưa? Hai người là buôn gian bán lận. Trời ơi bán hàng rau mà mở nhạc sầm hết trơn à. Trời. Không có như tôi gì hết trơn á trời á. Ai móc hoa thuốc lá ô nà. Thì ra cũng chỉ là thằng bán hàng rong thôi à. Mày đặt mặc áo bên si dày thòn đòn hả mày? Ờ. Em tạo nét. Tạo nét nè. Ai búp bê hư phế liệu với thải gì mua không? Trời ơi, muốn tạo nét nữa hả? Mày đi vô, đi vô. Cảm xuất hiện ở đây nghe chưa? Khu gì đâu? Đây là cái khuôn viên của tao nghe chưa? Ủa mày bớt đốt phong long chưa vậy? Bực mình à. Dạ mẹ không cần phải đón con đâu. 20 năm rồi, cảnh vật thay đổi quá mẹ, con muốn ngắm nhìn một chút xíu. Lát nữa con về nghe mẹ. Dạ, dạ. Việt Kiều. Hi. Hi. How are you?
thank you and you. Where do you go? My lovely. Where do you go? Oh, 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 em biết rồi, anh về quê đúng không? Về quê, anh ơi. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cây cầu dừa. Anh đâu thấy cái cầu dừa nào đâu. À, cầu dừa ở dưới quê, ở trên này chỉ có cầu dược thôi. Đúng rồi anh. Hai đứa vui tính quá. Anh ơi. Anh ơi, mua giùm em xin gum đi anh ơi. Buổi sáng đó anh hôi miệng ăn xin gum đó anh. Em kỳ với em. Anh ơi, em bé xin gum. Đánh dậy đi. Sáng sớm kêu anh đánh dậy nói anh chân thúi đó. Mày anh mua giùm em xin gum đi. Nói chung là bây giờ anh không ăn xin gum, anh không đánh dậy. Lớn mà chơi cười quá à. Nãy giờ em mò quá trời quá đất luôn. Anh không mua ủng hộ em miếng nào hết trơn á. Vì kiều lâu lâu về quê hương thì phải biết ủng hộ những người nghèo ở quê hương cho. Đúng rồi, phải đánh về chứ. Cái eo quá, Vì kiều dùm cái eo quá. Ai nói với em anh là Vì kiều? Anh vừa mới nói em nghe rõ ràng. Anh nói gì? 20 năm rồi, thành phố mình đổi khác quá. Đúng rồi. Vì kiều là gì? Thì ý là tại vì anh ở trọng mới ra cho nên là... Vì ở trọng ở đâu hả? Trong huyện Tâm Thần hả? Trong tù. Có gì đâu mà sợ, chỉ là hỗ trợ âm thanh. Đứng lên. Đứng đi. Bán cho anh, bán cho anh cây xin gum ăn. Dạ không không anh ơi, xin gum này em không bán đâu anh. Xin gum này em để mà ăn. Bóc bán em rồi. Đánh mang đôi giày vậy anh vô quá. Không, cái này là để em đánh răng anh ơi. Buôn bán thì cho đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Dạ mẹ hả? Con vẫn còn đang ngắm cảnh ở đây mẹ ơi. Ê! Ông tưởng, ông tưởng ông ở tù. Mày ngon ha. Ông ngon hả? Ông tao nè, diễn vãn con nha. Đúng rồi. Tao mết đại ca tao nè. Tất bài cả chú tớ. Ý, tất cả chú ý. Đại ca xuất hiện. Bên trên, bên trên, bên trên. Thôi đại ca. Đại ca. Dạ tới rồi đại ca. Giới thiệu đi. Ủa có ai đâu giới thiệu đại ca? Mày đuôi gì hả? Ở đây 100 mấy chục người ta ngồi ta bấm chấm điểm cho mày mà không có ai. Chà. Bốn gì giám khảo nữa. 104 lần. Ủa. Dạ để em giới thiệu. Thôi đi. Mày đính luôn đi. Tao dắt mày theo mày không làm được giống gì hết trơn. Để tao. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay đoàn chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách rất là quan trọng, đó là tôi tên là Bảo, còn đây tên là mày là ai mày như con điên vậy? Dạ em giới thiệu. Giới thiệu gì? Con gà. Con gà hả? Dạ. Tao tưởng con điên không đó. Đại ca làm lại giới thiệu lại. Tôi tên là Bảo, còn đây là ok. Nói tóm lại, chúng tôi là Bảo Kê. Làm việc. Đại ca ơi, em nói đại ca nghe nè. Gì? Hồi nãy có một cái thằng kia kìa. Sao? Ở đâu nó ỷ lớn ăn hiếp em tụi em á đại đúng ca. Đúng rồi đại ca. Ỷ lớn hiếp à? Dạ. Đúng địa bàn của tao dám ăn hiếp à? Dạ. Đúng rồi. Dạ. Tại tụi bay không đóng tiền bảo kê sao tao bảo vệ mày được? Đúng rồi. Đóng tiền đi mày. Giờ em chưa bán được gì á. Đại ca. Gì? Không chịu đóng tiền rồi đại ca. Ôi, anh ơi, không chịu đóng tiền à? Đại ca không có đánh dài được gì chưa? Nhờ em khổ lắm. Ôi. 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 Bảo tôi có điện thoại. Sợ chứ mày. Chưa. Tôi chưa sợ kìa đại ca. Cái gì? Chưa sợ nữa. Dạ. Đại ca. Sợ chưa? Trời ơi. Sao nãy giờ em nói sớm làm tốn hai cái điện thoại. Tụi mày sai lắm. Sao tụi mày không chịu đóng tiền hả? Tiền đâu? Không có tiền. Tại sao tháng nào thâu tiền cũng thiếu?
cũng kể khổ, cũng hẹn lần hẹn lượt hết vậy. Khổ thiệt mà đại ca. Quá của em năm nay 87 tuổi rồi. Ngoại đang chờ em đem tiền về để mua thuốc trong ngõ. Câu chuyện này nghe không có gì vui hết. Tiền đâu đâu? Tiền đâu mày? Thằng đánh dây 100 ngàn. Hả? Mày bán báo 160. Em bán kẹo cao su mà. Vẫn thu. Em bán kẹo xin gum mà. 100 túm mày. 100 túm là gì? 100 túm là 180 mày. 180 thôi, 180. 100 nói đúng đó. 180 mày. Ơi lộn, 180 mày. Túm như 8 không có liên quan. Tao không cần biết, tao chỉ cần lấy tiền thôi. Tiền đâu? Không có tiền. Xin đâu đâu? Dạ. Đủ rồi. Được là sao mấy đứa? Có đỡ cái chân mỗi lần chị ke lên không đứa nào chụp hết là sao? Chị ơi chị, em nghĩ là chị nên giảm cân đi chị, chứ thân hình chị đột xộ vậy sao tụi em khiêng chị nổi? Kệ chị đi. Chị mập mà chị đẹp đúng không? Nhưng mà chị không chấp cân. Đi giải lao đi để chị ở đây chị tập nha. Dạ. Động tác 5 năm của chị. Ê bà chị, bà chị có giới thiệu cho đi hát hả? Có chứ. Sư phụ. Nhìn tôi vậy kêu sư phụ hả? Chư bắt giới. Nhớ, đứng kế chị với một cái thân hình mảnh mai như vậy. Dạ. Không bao giờ được nói từ heo. Dạ. Thôi. Dạ. Trưng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Ở đâu nhào nhào vô đây kêu tôi vậy? Dạ. Thôi 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 được rồi, hiểu hiểu. Lượn một vòng lúa rớt dài dài là hiểu rồi, dưới quê mới lên phải không? Lên chi vậy? Dạ đổi đời. Đổi đời? Dạ. Wow, có người thân ở đây không? Dạ không. Bạn bè? Dạ không. Có tiền? Dạ không vậy. Về quê, về quê. Ủa sao kỳ vậy? Giữa cái đất Sài Gòn này mà không có mối quan hệ, không có tiền lấy gì mà sống. Nhưng mà em có cái thứ quý hơn tiền nữa chị ơi. Đâu? Cho coi đi. Cho tôi coi đi. Vậy đi về quê. Thôi thôi thôi, em cho chị coi. Chị hứa với em là chị không được nói cho ai nghe nha. Hứa. Hứa không? Hứa. Hứa mà cho coi nha. Hề luôn á. Chị hứa nha, không cho ai coi. Nghe dễ sợ hứa. Gì vậy? Tên 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 tên.
chuối quá. Ngon lắm chị, ngon. Trời ơi, cái này chị ăn với cơm ngon lắm. Dạ, 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 dạ. Trời ơi, không biết ăn cơm hả? Không, 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 không. Vậy ăn xôi nha. Không, 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 không. Ngon lắm. À, châm, châm. Thôi, mày ăn tiếp. À, ấy, tôi thấy ở dưới quê á, thanh bình yên tĩnh, sống ở dưới sướng thấy mồ, lên đây chi cho cuộc sống nó đảo lộn vậy? Chuyện là thế này, hồi dưới quê á, tôi là một người chăn trâu, người bạn thân nhất của tôi là trâu. Trâu. Trâu của tôi nè, trâu ơi. Tôi lên Sài Gòn, tôi đi thi cặp đôi hài hước. Ẩm Châu. Mày nói sao? Mày muốn lên Sài Gòn đi thi cặp đôi hài hước với tao hả? Ẩm Châu. Mà tao xin lỗi mày Châu ơi. Cặp đôi hài hước mới có phiên bản cho người, chưa có phiên bản dành cho thú. Ẩm Châu. Nếu như tao lên Sài Gòn tao thi á, tao đặt giải quán quân á, có tiền tao về quê tao chuộc mày, tao đưa mày lên Sài Gòn sống chung với tao nha. Mày chịu không Châu? Ok. Yeah. Tao đi với Châu. Bye bye, tạm biệt Châu. Hết hồi tưởng. Chuyện con heo của tôi là như vậy á. Chị sao chị? Đã nói rồi là không có được nói heo, hợi, lợn chứ. Nhưng mà không có giải thích. Nhưng mà chị... Đừng đó. Tôi kêu đàn em tôi về hốt anh liền nè. Tụi em hả? Về đây hốt công nè chị. Tới quấy rối chị nè. Cái tướng tá thì cũng cao cao. Được. Bởi vì trời không sinh hai mặt, nước không thể hai vua, rừng không thể nào hai cọp. Thì cớ gì tại chỗ này lại có hai con heo kìa chứ? Lỗ mũi máu không kìa. Dạ không sao vậy. Người không có mặt á là phải có máu trên mặt. Chị con này chị có sao không? Gì kỳ vậy bà nội? Sao vậy? Má tôi nói lên Sài Gòn là phải ráng giữ kỹ nè. Ủa má anh kêu lên Sài Gòn giữ điện thoại tôi hả? Má xin lỗi chị. Điện thoại của chị đây. Nghe nè, thấy anh cũng tốt bụng nè, thiệt thà nè, mà có tính hiệp nghĩa nữa. Dạ. Anh nói anh mê nghệ thuật á, anh có biết nhảy biết hát gì không? Trời ơi, nghệ thuật là tôi một cây luôn á. Anh Lý Hùng anh về quê tôi anh hát á, anh dạy tôi mấy chiêu hay lắm. Không phải chị làm nhạc cái tôi nhảy nguyên khuôn gì coi. Bùm chắc, bùm chắc, bùm 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 chắc. Thôi dài á, chứ tôi thấy cái vụ mà đếm mà tới 12 là hiểu rồi. Đếm nhịp là phải đếm như tôi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có được em tôi nè. Tôi thấy anh nhảy xong, tôi có chuyện cho anh làm liền. Dạ hả chị? Chị xin cho em hát cái gì? Không. Chị xin cho em nhảy hả chị? Chuyện nhỏ. Chị xin em làm gì? Tổ trưởng tổ lao sàng. Oh.
Alo. Alo, 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 alo. Hả? Đó. Ê, ê, nói nghe nè. Mày có bài để thi chưa? Sao? Ôn bài chưa? Ừ, rồi. Chút xíu tao về. Nha. Ok. Ok. Chị, dạ em chụp cảnh. Dạ, cảnh đẹp. Trăng thanh với mát, dạ. Em ghét selfie lắm. Trời, em có dạng không phải là mê ghiền chụp ảnh, dạ. Dạ sao chị, dạ. Em cho chị coi cái. Dạ không. Đâu đâu, đưa đưa, coi 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 cái hình em mới vừa chụp selfie gì đó. Selfie cảnh chứ, chứ à, đâu, đưa đi coi coi. Dạ. Trời. Dạ. Trong hình một trời. Ở ngoài một vực vậy bà. Trời ơi, không ngờ là bả dùng dùng cái đồ 720 đồ phải không? Dạ. Trời ơi, tôi nói hả nè, dặn nha, dạ. Chị dặn cưng nha. Dạ. Mình chat Facebook hay là mình add lên mà có bạn trai mà theo nha, nhớ đừng có cho gặp nha chưa. Gặp là nó đánh chết đó. Đúng ha, chụp hình ha. Trời ơi, rồi bà biết cái cảnh đi ha, rồi mang nhục quá. Dạ. Ôi, bà nghĩ sao mà cái tướng bà như vậy nè, mà như con voi vậy đó. Bà vô bà cà cái eo bà như Ngọc Trinh mới ghê vậy đó. Trời ơi, cái mặt bà tròn ổn vậy đó. Trời ơi. Hey. Wow. Tự nhiên tự sướng. Không 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 không, mà bây giờ nha, chị phải công nhận nha, chị ngưỡng mộ cái chàng thanh niên này lắm. Ngày nào cũng vậy, ra đây làm những cái động tác rồi tập thể dục rồi nó cường tráng, nó khỏe trong người. Nó ví dụ như là ê, có người chị ráng, chị ráng ngồi yên là có người nữa hả? Chụp thêm đi cho đủ đông. Cha này xấu quá, bỏ ra đi chị ơi, xấu quá, vô khung hình, tội nghiệp khung hình anh. Dạ. Ủa ai vậy? Dạ. Cái gì vậy? Hiện tượng này lạ quá à. Chết gì vậy? Dạ. Gì vậy? Dạ, cái kiểu dài cái gì thì móc cái gì ra vậy ông nội? Cái gì? Có hàng không hả? Có hàng không? À, có hàng không hả? Hàng gì? Bà có nguyên cái bụng bột. Ê, ê, ghê. Có hàng gì? Ê, ghê, ghê. Ghê, ghê, ghê. Nè, nè. Nè, mới phát hiện ra một thành phần lạ vô công viên. Ờ, kiếm nút. Đâu có, không phải. Có cái nút gì đó, em không có mất nút không anh? Mất bụi dày hửi. Trời ơi. Nói, không giỡn, mình không
anh giỡn với bạn? Có nghe đó. Kiếm hàng đó. Hàng? Hàng. Hàng thứ dữ đó. Bà là hàng dữ nhất ở đây, qua bà cho ông kiếm đi. Ê, vụ gì? Vụ gì? Thôi ông giỡn, không giỡn. Bé không giỡn, bé không giỡn. Bé đi học mà, bé không giỡn nha. Giỡn nha. Số này dễ thương nè. Dáng đẹp quá. Thôi. Thôi. Bé không giỡn. Bé bị bệnh tim. Bé bị bệnh tim, bé sợ. Bé sợ. Nó nghe. Đưa bà qua đi. Hình như là ông mê đứa nào bệnh tim giống như bà luôn hay sao? Ông mê quá vậy. Cái gì ta trời, nó chuyển qua tôi luôn hả? Hàng này không có ngon nha. Kiếm hàng phải để ăn. Kiếm hàng để uống. Trời đất ơi. Nè, nó nghe tôi phát hiện ra rồi. Sao? Kiếm hàng không phải để ăn. Ổng hửi đó, qua cho ổng hửi đi. Lê, anh. Ai nói nghe nè. Nói nghe nè anh. Anh nói nghe nè. Thổi hả? Cục gì bự à? Cục á? Mới mở này ra thấy cục bự chà bá. Lấy cái cục chà bá ra cho ông hửi đi. Lấy cái cục chà bá ra đi. Chưa có đi bảo trì. Móc ra cho. Thôi. Không như là ăn cướp hay cái gì đó, tôi không sợ quá. Trời ơi, gì vậy? Lương thiện cái tăng cướp mày. Chứ anh làm gì? Làm gì kệ tao. Ra anh. Vui được không? Anh. Bà này nè. Dạ. Sao bệnh gan không đi khám đi? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi có con, đang có bầu, chữa. Tầm bay. Cái bụng như vậy người ta gọi là có thai. Bầu có chữa. Trời ơi, sức quá mà. Hồi nãy nghe nó thích hửi lắm phải không? 8 ngày chưa tắm hửi không? Giỡn nữa. Em sợ quá. Cái gì? Ông dở vô của bộ đi. Lại tôi nói nghe nè. Nói nghe nè. Tôi hả? Tôi gọi hai bộ lại đây nè. Sao chị? Cái này giống như dạng bụi đời đó, dạng như là chơi cái xì ke gì nè, ma túy gì nè nè. Cái là ma cắn đó. Gì đó. Đúng rồi. Nó ảo ảo á. Ảo giác á. Trời ơi, cái mặt tôi đẹp gì mà nó chơi tôi sơ gan là sao trời? Hey. Ảo giác không? Ảo giác. Anh ơi. Em mới 18 tuổi nè anh. Dạ, em là tôi kêu ông body bắt lửa nè. Em có body bắt lửa không nè? Thế rồi. Cái này là lửa nhưng mà lửa để người ta đốt than á. Mấy cây cổ thụ đúng không? Thế thôi. Trời. Thích ra. Muốn giống bà không? Trời ơi. Hai người bình tĩnh. Để cho thằng thanh niên này xử ông đó. Tại sao? Hả? Tại sao ông ức hiếp phụ nữ hả? Đúng rồi. Này nha, tôi học võ nha. Nha. Tôi học võ được 2 ngày rồi nha. Chụp hình chứ. Máu. Chụp đi. Chụp. Để ok bác sĩ nha. Để tao đi kêu bác sĩ. Trời ơi, cái dụng cụ hành nghề của tôi rồi. Mất cái dụng cụ selfie của tôi rồi. Lại không. Em trai ơi, làm ơn dí theo lấy giùm chị cái điện thoại đi. Rồi. Tôi có quay phim lại luôn rồi nè. Hay quá. Thế nào cũng đăng Facebook, thế nào ta cũng like nhiều lắm luôn nè. Cái gì vậy trời? Ủa, có quay lại luôn rồi. Quay lại mà bây giờ làm sao bắt được cái thằng cướp giúp tụi tôi nè. Còn mày có ông này hồi nãy sao không chịu, hồi nãy tôi đứng đợi ông này rồi quýt ông kia dí theo, không chịu dí. Không hả, dí không có được, hồi nãy bây giờ bẻ.
đi giật mẹ cái này nè ông chị. Mày mà thấy mà chịu la lên nữa. Trời ơi mày nghĩ đi, cái bụng tao chữa gần đẻ rồi sao tao chạy được. Tôi mắc quay phim rồi, biết không sao tôi với nhà ông mập. Trời ơi rồi bây giờ trời ơi có công chuyện á, biết không sao trời. Trời ơi giờ sao vậy? Trời ơi anh quay lên được phải không? Anh quay clip được phải không? Có quay rồi. Hai cái bản mặt của anh. Đi đi. Mà gì vậy? Đừng đi mày đi. Quay lại kìa. Ai mày gì vậy? Nhúc nhích thì giết chết hết. Nghe trả điện thoại nè. Trời ơi mày quá. Sao mày dễ thương quá vậy ta? Mới ra kia chụp cảnh nó đẹp lắm. Có cái hồ. Không có nước bơi đẹp dễ sợ. Cái hồ nó sâu mà nó không có nước, tôi bơi tôi chụp quá trời trọng. Nói thiệt anh trả em mừng dễ sợ luôn. Cảm ơn anh mà sao anh làm em sợ quá. Đi qua đây đi qua đây đi qua đây. Sợ. Sợ cái gì? Bệnh này nó nặng lắm. Giật điện thoại xong đem lại trả. Ôi trời. Trời ơi. Ông ném nữa kìa. Cái gì vậy? Ông tìm cái gì vậy? Bây giờ tôi hỏi nè. Ông bà nội bà ngoại gì làm mất cái gì đây mà ông ra đây ông tìm dữ vậy? Hả? Hả? Đá. Đá. Đá à. Tìm đá. Tìm đá. Mà công viên nó cỏ không à, đâu có đá. Đá là mình phải đi ra chỗ ngáo đá, mình mua đá nó mới có đá. Có tiền. Hết tiền rồi. Không có tiền trời dễ quá nè. Đưa cho đây. Đây thí dụ thôi. Bây giờ mình không có tiền đúng không? À. Mình lấy cái điện thoại này nè, mình ra mình bán. Không được. Không được. Trời dùng cùng hình nghệ Sophie. Trời ơi có cái này em Thôi. Đi kêu. Ồ đi kêu nhanh lên. À, ông đi kêu bảo vệ vô xử ông này rồi. Cái gì? Cho đi dài được không? Hay quá. Hay quá. À, bọn này giỏi thật. Trước công viên mà lại dám cãi nhau đánh nhau là thế nào? Đấy, xem đây này. Người ta nói cây cây cối đấy, đất vắng cây thì đất ngừng hơi thở, mà cây thiếu đất thì cây sống với ai? Đấy, mà chúng mày là một con người mà sao lại cứ chửi nhau với nhau trước công viên thế nào? Đấy, làm như thế là không được, vô văn hóa. Chưa nói mà đã cười. Mà ta nói chúng mày này. Sao chúng chị? Mày nãy chưa tao đứng ngoài kia nha. Tao xem chúng mày đánh nhau lột quần áo các thứ. Tao là muốn nhảy vào tao xem lắm rồi. Được rồi. À quên, tao nhảy vào để tao quay rồi. À không phải, nhảy vào để tao can. Nhưng mà tao nghĩ đi nghĩ lại rồi, chả tội gì mà tao phải can cả. Chúng mày thích chết thì chết quách đi. Sống làm gì cho trận đất. Chị trời ơi, chị là bảo vệ ở khu này không? Chị là ai chị? Chị là bảo vệ khu này không? Bảo vệ, đúng rồi. Chị hồi nãy vô em chỉ là cái ông này mới nguy hiểm, còn ba người này bình thường. Dạ, tụi em bình thường chị. Mà khi mà em kêu chị vô rồi em thấy chị là nguy hiểm nhất luôn á. Em bắt đầu em nhốt không? Chị... Mày nhốt quá. Chị, em nói khẳng định nha, nãy giờ em lấy điện này bụi đời. Mà chị bước vô chị bảo vệ mà em tưởng chị là xã hội đen không á. Trời ơi, cái gì mà đi mà đút hai túi lên mà đi vét lên nhìn hết hồn à. Thì cái thời buổi bây giờ là cái bản thân mình phải bảo vệ đầu tiên. Còn chúng bay thì mặc kệ. Ốm như là đem vào viện thế thôi. Đấy, ta đã về báo cáo sếp là coi như là một thằng là coi như là sống, còn một thằng thì là ngấp ngoài gần chết. Làm cái gì? Muốn chôn mà ta phải không? Đeo làm gì? Tính xin chứ không có chôn. Xin. Đeo làm gì? Đám cưới đấy. Bây giờ bỏ cái này ra vẫn còn chồng chứ đâu ai lấy chồng mà đâu mà lo. Chị ơi chị, bây giờ chị giúp giùm tụi em. Chị ra đây đó là chị là bảo vệ khu vực này. Chị có cách nào chị giải quyết cái anh bụi đời này anh đi cái chỗ nào? Chứ cái chỗ này là công viên cây xanh. Tụi em là những người thanh niên nghiêm túc. Là tụi em chỉ có ra đây tập thể dục nè. Rồi đó, nhỏ này là nó selfie nè. Rồi còn có thằng thanh niên này đi hít thở nè. Phải không? Bây giờ chị không có ra giúp được tụi em gì cho mà. Trời ơi chị. Cái gì vậy? Chị ơi. Chị, em kêu chị vô là chị bảo vệ cái công viên này. Vô chị làm việc mà chị. Quên á. Chị sao vậy lại mà. Chị sao nhiệm vụ chị rồi. Em thấy nãy giờ là chị là nguy hiểm còn ghê hơn ông này nữa luôn. Tập trung vào vị trí cũ.
Rồi tập trung đi để cho bà giải quyết. Ở đây. Ủa chị đứng chị đây. Cái vị trí cũ của em là ở chỗ nào em chưa có biết. Dạ dạ. À cái này là, rồi. Đây là vị trí mới hồi nãy rồi, giờ em rồi. Bây giờ là cái gì? Thích đánh nhau đúng không? Không có, nãy là nhau mày nói em không có đánh nhau. Là nó tập võ. Ờ, em tập võ em là em chỉ kiếm kiếm ít tiền thôi. Còn em là em ra đây là để em tập thể dục nè, đi bộ cho mai mốt xanh cho nó khỏe. Mà đó có những cái thành phần thanh niên rất là nghiêm túc. Chụp hình cái gì? Đó, chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa đi. Chụp hoài trời. Rồi đó tiếp đi chị ơi. Trời ơi, lấy chụp hình. Đó bây giờ tập trung rồi bà gì? Tập trung đi, tập trung đi. Xong là mình tập trung vô vấn đề. Mình tới đâu rồi, mình tới đâu rồi. Cái vấn đề ở đây là em đang rất là cần tiền. Có ai có tiền cho em ít tiền? Em cần tiền để em mua đá thôi. Tao biết rồi. Cái này á, cái đá này là cái ngáo đá. Tao biết rồi, tao biết thừa ra rồi. Vì lộn lộn ông này rồi, ông này là ông bán cà phê bên đường nè à. Sáng nào ông đi giao cà phê rồi ông bị lao lực, ông làm nhiều quá rồi ông mệt. Sáng nào ông đập đá, đập cả cây, cả cây. Sáng nào ông đứng đập đá bán cà phê đó. Bây giờ ông mệt quá, quẩn đi ra công viên thì ông vào mát nè, ông bị lao lực lắm rồi. Chứ không phải kia. Vậy là ông bị đạn mệt ký lắm. Bây giờ đó, giờ quay, 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 còn tội nghiệp quá. Em chụp cái selfie, cái em quăng lên face, em quyên góp từ thiện cho ổng nha. Trời đúng rồi chị. Ôi thiệt cái bà này. Này. Anh bắt là tôi. Để cho bà chụp cái nha. Quyên góp luôn rồi cho chị luôn đi. Ủa chị bị gì? Nói chung là chị là nói chung là nghèo lắm, không có tiền là phải đi làm cái chức bảo vệ mà một tháng chỉ có 1.1 triệu thôi. Mà hôm vừa rồi là ông chồng phải đi đút lót cái ông thủ trưởng bảo vệ đấy, lại mất hơn 2 triệu kia. Cho nên là tháng con 1.1 triệu đấy. Cái gì vậy? Bây giờ bán quyên góp Tết vừa rồi phải đi đút lót mất 2 triệu mấy cái đấy. Em chụp hình đi chị, em xin quyên góp chị ơi, không có tiền đi đẻ nữa nè. Trời ơi. Đó quyên góp luôn nha, quyên góp luôn. Đó, trời ơi. Đó, em phải ghi lên luôn. Ốp lên, ốp lên. Rồi, ốp lên, xin quyên góp chị luôn. Ba người này là hoàn cảnh này là cần tiền đi đẻ. À, ông này cần tiền để chữa lao. À, đúng không? Lao được. Bà nội này cần tiền đi hối lộ. Đúng rồi. Đó, ốp lên. Tôi nữa, tôi không cần gì hết. Thì phải chụp cái mặt lên mới nói con ông nội này không. Quay lại tôi không cần gì cả hỡi mọi người ơi. Thôi chỉ cần đủ rồi, cái gì cần đủ rồi. Chưa, nhớ ghi luôn. Tôi không cần gì cả hỡi mọi người ơi. Ghi vô, kỹ vô. Hai anh ha. Thế bây giờ là hai cái này à? Hai, ý hai á. Ủa rồi giờ sao rồi tự nhiên cho bảo vệ đi. Bây giờ bảo vệ không giải quyết gì vô xin tiền là sao trời. Là bảo vệ chứ bây giờ. Tôi việc tôi đẻ thôi rồi nè. Sao cái gì vậy? Mà giải quyết nào mày nói là tao quá. Cái gì vậy? Dài của người ta. Dài của tôi mà. Dài của người ta mà anh chê em là. Trời ơi. Trời ơi cái dài, dài hiệu của tôi mới mua. Trời ơi chết tôi luôn à. Ra cứu bả đi. Mày này. Tôi bảo vệ đấy nhưng mà bà đấy tôi biết rồi. Nước ối. Trời ơi, chẳng lẽ nước gì nữa trời ơi. Qua. Trời ơi, để em bảo đi. Để em bảo đi. Nghe thầy nói. Tôi đã giúp bà. Tôi đã giúp bà hỡi mọi người ơi. Ôi, đi vô. Được chưa? Chị tâm để em thôi. Em thở cho chị đỡ nha. Chị bình tĩnh đi, chị bình tĩnh đi. Chị đâu còn có đó. Chị gì? Bắt công lên rồi, bắt công. Bị đau bụng nè. Anh ơi, em bây giờ em mở rồi anh ơi. Em mở rồi. Sắp đẻ rồi hả? Dạ. Hai đứa đẻ lượt hả? Thấy hai đứa công hết nè. Ông đỡ em được. Có ai cứu. Tại sao không lo đưa vô bệnh viện đi, còn đứng đi nói chuyện là cái gì? Còn cô là bảo vệ chỗ công viên này. Đồng phục nó không mặc, ăn mặc tầm bậy tầm bạ vậy. Nãy giờ bao nhiêu chuyện tôi đứng ở trong tôi thấy hết rồi. Cô không giải quyết, cô ra con nói tầm xa. Nó không có trách nhiệm về cái vấn đề này. Bà phải nhìn cái thằng nào có trách nhiệm về cái bụng của bà nắm đầu nó mà quá đáng lấy. Còn ông? Tôi là tổ trưởng. Trời ơi.
bao nhiêu người đứng đây. Anh ơi, ta sắp đẻ rồi, một người cũng lo cho Huynh. Đưa lên mạng là có gì? Anh à, cho em mượn cái tóc em nắm, anh đội tóc giả rồi mà anh né em quá vậy. Cho em mượn. Em đi. Mau chở người vô bệnh viện lại lên. Em đâu biết cái này là nhiệm vụ, nhiệm vụ của chồng chứ. Rồi tự nhiên tôi bà con cô bác rồi đứng đây. Tự nhiên cái thằng ăn ốc thằng đi đổi vợ. Sao biết được? Ây da, trời ơi. Thì người quan mạng là phải giúp đỡ. Trời ơi, chồng vợ gì chứ. Trời ơi, buông ra đi, để chồng giúp đi. Nói không vậy? Giúp đi. Giúp đi. Trời ơi, sao nói ông vậy? Đi giúp chị. Chị kỳ giúp giúp tấm mình. Mày rồi lên, đăng lên trên mạng nói ai là chồng bả tới giớt bả vậy. Trời ơi, ok, coi đúng rồi. Bây giờ ai biết đâu. Để em chị. Nói rồi, em là bảo vệ nơi này. Nhưng mà em là vận gái thuyền quyên tay yếu chân mềm. Coi như là không dám chơi vào là sợ nó đánh bắt vào đầu. Nên em phải đội mũ bảo hiểm đây. Trời ơi, rồi cái sắp ăn hoài vô chú đẻ rồi nè. À, cho tôi rồi, tôi chỉ là người tốt, cứ làm người tốt. Trời ơi, ai giúp tôi không? Thật thà là có gì? Ây da, Rồi, xong ha. Kiểm tra chút xíu rồi. Hôm nay là tôi qua đây phát quà cho nhân viên xuất sắc nhất tháng. Nhận lấy. Có tôi luôn hả? Có chứ. Trời ơi, đứng cầm cái cây ba chắc đứng chống nạnh vậy hoài cuối cùng xuất sắc nhất tháng. Quá xuất sắc luôn. Xuất sắc tới mức một con ruồi cũng không lọt qua được. Nhờ cái sự xuất sắc của anh á mà công ty của chúng tôi đã đột nhập thành công vào lấy toàn bộ hồ sơ mật. Ủa lấy gì? Tại vì xuất sắc đến nỗi mà suốt ngày á cứ dán con mắt vào cái màn hình á, xem những cái bộ phim truyền hình đặc sắc của Hàn Quốc á. Gì? Hậu vệ mặt trời hả? Đúng không? Không phải. Hậu vệ mặt trời gì? Cái phim đó là phim của Hàn Quốc. Còn tôi đang theo dõi cái phim của Việt Nam, Hậu vệ mặt mâm. Nhưng mà Hậu vệ mặt trời tập mấy rồi? Ai biết đâu nè, tôi coi Hậu vệ mặt mâm tập 1007 rồi đó. 1007 luôn. Tới phút mà cái mặt mâm nó thành mặt mo rồi. Nè. Cái gì? Còn chưa nhận ra được vấn đề nữa hả? Chưa nhận ra gì hết. Anh lại tự nhiên vô rồi tặng quà, tặng quyết gì tự nhiên. Thì nhận quà đi, tặng quà thì nhận đi. Nhân viên xuất sắc mà. Muốn khui ra luôn không? Cái gì vậy? Khui ra nhận nguyên cho bơm cho mày luôn á. Thấy bây giờ cầm rồi đi ra ngoài kia liền. Ông bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Tôi báo lên cho giám đốc á. Có chuyện gì vậy? Có bà con với chị không? Có bà con với chị không? Tự nhiên đi vô đây rồi nói gì giữ gì mà tặng quà. Tự nhiên xuất sắc. Tháng tiên tặng em cũng khốn rồi không biết gì hết. Ủa cái gì? Cá tháng tư qua rồi mà sao gì mà tặng quà gì đây? Có ai quen biết ai đâu. Đợi em xíu tỷ. Cầm giùm gái. Là cái gì vậy ta? Đây. Của tỷ là hộp to nhất. À, đây là món quà dành cho cán bộ kế toán xuất sắc nhất quý của công ty chúng em gửi tặng chị. Chị có quà luôn hả? Mà ai biết cái quà này là quà gì? Quà của chị đó. Chị giá 2.000 đô. Tôi xin lỗi anh là cho tôi hỏi là cái món quà này nó từ đâu đến? Mà tại sao nó lại có món quà này? Trời ơi, hết sức đơn giản. Một nhân viên mà quá ư là ưu tú như chị. Khi mà tất cả những hồ sơ mật của công ty bày hết ra đường cho công chúng người ta dòm. Đó, giúp cho công ty của tụi em phất lên, tóm được những cái dự án trúng thầu với cái giá rất là hời, vượt qua mặt được công ty của chị. Cho nên hôm nay tới tặng quà vậy thôi. Ủa hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Cuối cùng ông là công ty nào? Công ty tôi thuộc cạnh tranh. Công ty tôi thôi, qua đây chi hả? Ai... đó, qua đây tặng quà. Thì tại vì nhờ sự hỗ trợ của hai người mà ngày hôm nay công ty của chúng tôi đã bước lên một tầm cao mới hơn. Gì đâu? Tôi chưa bao giờ tôi hỗ trợ nha. Tôi là một người trung thành của công ty. Đúng tôi rồi. Nha. Đúng rồi, bà. Trời ơi, tưởng tôi vô tặng quà là muốn đi. Làm gì làm hả? Không thì có được đâu nha. Mỗi lần mà bước tới cái bàn làm việc của chị thì đây, đó, thấy không? Gì? Từng gì con vậy? Số một, đó. Từng con số một. Từng dự án một, đó. Từng dự án một. Sao mà những cái hồ sơ mật mà chị cứ bày hết lên bàn cho người ta qua, người ta lấy kiểu này? Hồ sơ này. Đúng không? Đúng không? Của chị đúng không? Này có chữ ký nè. Có nguyên cái mặt mèo chị hay vẽ đó nè. À, mấy lần em qua thấy. Chị thích mèo hả? Trời ơi, hồ sơ mật mà vẽ mặt mèo không chồng? Trời ơi, sao kỳ vậy? Cái này phải hồ sơ mật của bà không? Bà vẽ mặt mèo vô đó nè. Logo của chị. Đó. Không biết phải không nữa nè. Cái hồ sơ mật hay là cái list karaoke của bà vậy? Quá trời, từng con số một. Nè, nó bài 51753 trái tim không ngủ yên gì nè, bấm ca lên đi. Này cái list gì? Đó.
Tại vì chị quá mê ca nhạc em ơi. Đẹp đẹp gì vô. Trong cái phòng làm việc của chị là có cả một cái dàn karaoke không thấy à. Trời ơi, trong này có nguyên dàn bài karaoke nè. Đó, đâu có thì gì nó đâu. Kẹp vô bởi vì chị làm việc bừa bộn dễ sợ luôn. Hồ sơ mà công ty mà chị kẹp chung với mấy cái list karaoke cái này. Em lấy ở đâu rồi anh giả mạo chữ ký tôi á. Tôi làm ăn rất là nghiêm túc, đàng hoàng. Phải ở công ty này tôi đã làm mười mấy năm nay rồi. Tôi là một cái nhân viên lấy, rất điện, là... lấy cái điện thoại gọi cho sếp liền cái coi sếp cái dự án tôi mà tôi anh, sắp tôi ký đi giờ. Làm việc tôi là người nghiêm túc, tôi không có mang theo điện thoại bên người, tôi không có điện thoại vậy luôn hả? Ừ. Tại cuối cùng ông nội này không phải bà con gì em mà bây giờ có điện thoại không? Phải bà con, nói chung phải bà con gì. Ê ê, nó nghe trai lại đây, nó nghe nè trai lại đây, nó nghe lại đây trai kỳ ta sao lại đây ấy nó nghe nha. À, ấy nãy giờ tưởng đâu là bà con cô bác gì vô đây tặng quà còn dị nể chứ tôi bảo vệ đây tự nhiên vô nói tầm tràm tràm lại thôi. Cái nè nè, tôi khẽ còn mong đó nha. Mày nãy giờ là nói sự thật không mà bảo vệ mà không tin vào sự thật, không tin công lý thì làm sao mà làm bảo vệ được. Tôi bảo vệ là bảo vệ đi kiểm tra lại liền. Đem qua xác nhận khi mà ký một cái chữ ký kế bên còn phải của bà không? Nhanh nhanh nhanh, làm đúng công việc của mình đi. Về lấy của công ty. Tôi là bảo vệ công ty. Đúng. Chỉ là anh những ơi. Người lạ vô công ty báo. Có bà con nghĩ trước không? Nãy giờ. Ai đấy? Anh không biết tự nhiên có một cái người nào ở bên cái công ty khác mà qua đây tặng quà cho tụi em. Đây có luôn. Rồi hả? Chú tặng hoa. Chú, à, này của chú. Là... biết tên tôi luôn hả? Biết sao tên không? Tên chú hả? Ủa chú làm ở đâu? Bộ phận nào? Công ty đối thủ. Công ty đối thủ hả? Qua đúng. Tặng quà. Đối thủ qua đây tặng quà. Ờ. À, xin lỗi chú vô công bất thọ lộc tôi không có nhận. Kì vậy? Tôi ăn lương của công ty, tôi làm cho công ty thôi chứ giờ tôi... Tự nhiên có một cái tự nhiên là ơi, cuộc sống bây giờ thực dụng lắm chú ơi. Ở đâu có tiền, ở đâu có quà cáp là cứ nhận trước tính sao. Có phải bơm đâu mà sợ. Tôi làm việc ở công ty này lâu năm rồi. Tôi biết khi nào mà bên công ty của chúng tôi tặng quà là người ta họp hành lại hết. Đó, lúc đây tôi mới nhận. Còn rồi. Đi nhận tầm bậy không có nhận. Thôi được rồi, cái này chú không nhận phải, nhưng mà cái này chắc chắn chú nhận nè. Trời ơi mà thiệt á. Sao bảo vệ lại cho vô kỳ cục vậy? Hồi nãy giờ tôi bảo vệ nãy giờ luôn, làm sao cái này đâu ngoài ngoài vô. Xin 30 giây. Ok, 30 giây. 30 giây bắt đầu. Chưa bao giờ thấy một cái người nhân viên IT nào mà giỏi nghề như chú và hoài cổ như chú. Đã bước qua bao nhiêu thế hệ máy tính rồi mà chú vẫn xài con Bantam 2. Phát hiện được những cái dữ liệu mật của chú rất là khó khăn, phải chép từng cái một nè, đó phải chép từng cái dữ liệu vô đây nè, đó, từng cái một. Ra một nồi như vậy nè. Chép từ cái màu này mà nó thành cái màu này luôn đó hả? Đúng rồi. Cái gì ghê vậy? Thôi giờ tôi ghê chứ tôi chưa coi đĩa chứ tôi chưa biết mà cái màu dày mà nó thành cái màu dày mà nó chép được hay. Chép chế độ gì vậy? Không, cái này là chỉ là muốn gạt đĩa thôi chú. Bảo vệ là bảo vệ tránh bị mất những cái thông tin chạy xước trên cái đĩa này. Cái quan trọng là đưa tôi cái này làm cái gì? Quan trọng là cái dữ liệu nhiều mà chú xài cái máy tính nó quá cổ tới mức mà phải xài bao nhiêu cái CD đây để chép ra nè. Sao bừa bộn vậy? Mà xong xài cái máy xịn xịn á, ví dụ USB cắm vô cái là được rồi. Tôi nói chú nghe, cái chuyện sắm máy đó là chuyện của công ty, còn cái chuyện mà lưu giữ hồ sơ dữ liệu đồ này nọ là cái chuyện của tôi. Đó. Tôi làm sao cũng được miễn sao tôi giữ được cái hồ sơ đó thì thôi. Đúng rồi. Cảm ơn chú. Giữ được chứ mà gửi lộn mail qua công ty của con hoài luôn chú ơi. Không bao giờ có chuyện đó. Cái chuyện gửi lộn mail đó thì coi chừng là bên giám đốc tôi gửi, chứ còn tôi đặc biệt là tôi chỉ gửi cho giám đốc tôi thôi chứ tôi đâu có gửi cho ai mà lộn. Chép cái dữ liệu gì vậy? Coi coi. Muốn kiểm tra không? Trong đây á là dữ liệu mật của công ty, cũng toàn là số liệu giống giống kế toán kia á. Thôi anh security. Có sự nhầm lẫn gì không? Đây đó. Mấy này là anh chép security. Là chép. Anh security. Anh chép mà cái anh security thôi. Anh làm ơn cho cái ông này đi ra đi chứ tôi thấy ở đây là anh rối, anh nghĩ là ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ rồi anh. Ủa lỗi là sao? Tôi qua đây là tôi tuyên dương ba người là đã có công lao để giúp công ty của tôi phát triển hơn mà tự cái giờ qua đây tôi tặng quà mai hôm mai lấy là sao vậy? Anh có quyền gì mà anh qua đây tuyên dương của tôi? Tôi bị cái dòng tố nổi lên vậy. Chuyện dòng tố đó là ai đây? Ai đây? Giám đốc. Ồ. Tôi mà anh giám đốc nhận ra. Trời ơi đúng rồi, nhân vật chính trong bộ phim Mặt Mâm của tôi mà tôi quên ta. Ai mướn con này? Dạ giám đốc mướn đó. Tôi đâu có biết, đó là phòng nhân viên. Dạ cái đó phòng nhân viên lo, em trợ lý giám đốc em đâu biết. Bữa giám đốc đó là nhận thì em nhận thôi. Dạ chào giám đốc. Giám đốc. Đó, đây phòng nhân viên đó. Dạ em chào giám đốc. Dạ. Ừ. Dạ thưa giám đốc. Dạ. Em bảo vệ. Bây giờ mới nhận ra tôi đó ha. Dạ dạ. Cậu đó nha. Dạ. Làm bảo vệ mà tối ngày cứ lo coi những cái phim. Phim Hàn Quốc. Hả? Tôi đi vô á, cậu lại chào là chào cô là sao? Cậu không thèm ngẩng mặt là cậu nhìn có ai đi vô đi ra. Cậu làm như vậy thì bất cứ người lạ nào cũng có thể xâm nhập cho công ty mình. Làm những chuyện
tầm 7, tầm 3 thì sao? Dạ thì bảo vệ thì giám đốc kêu là đứng ở đây coi rồi có ai ra vô thì báo cáo giám đốc, chứ thằng công ty mình cũng hạn chế bạo lực lắm, mới mướn em vô đứng vậy nè, chỗ cái cây ba chắc em răng em bự cũng chịu, em làm chút xíu vậy luôn nè, trời quýnh người ta đau. Trời ơi cậu, trong cái phim Hậu Vệ Mặt Trời, dạ cậu thích ai? Cậu thích cô quân nhân hay là cô bác sĩ? Cái phim đó em bỏ lâu rồi, em mới coi Hậu Vệ Mặt Mâm đó, mà cái nhân vật chính là y hệt như giám đốc luôn á. Nhớ mặt cậu này, ghi vào hồ sơ cho tôi. Em coi phim khác, phim nó dở lắm, bữa sau chỉ má. Phim gì, phim gì? Hậu Vệ Mặt Trẻ. Ôi ôi, chắc giàu không? Thôi chị Mai, chắc bây giờ tôi muốn cái đĩa tôi coi phim Hậu Vệ Mặt Chảy đi. Ôi, nó không giống. Hôm nay là ai đây? Xin chào giám đốc. Tôi đến từ công ty đối thủ cạnh tranh. Cái gì? Cậu là công ty đối diện công ty của tôi rồi. Tại sao cậu có mặt ở đây? Đến đây để mà tuyên ngôn, ở tuyên dương cho ba nhân viên sắp vào công ty của tôi mà đã đạt thành tích xuất sắc. Tuyên dương cái gì? Không biết, là giám đốc vô tặng quà từ lưa cho. Chắc là giám đốc cũng đã biết được vừa mất một hợp đồng béo bở đúng không? Đừng nhắc tới nỗi đau nữa. Đây, cũng nhờ ba nhân viên ưu tú này đã giúp tôi có được những cái thông tin hết sức là quan trọng từ giám đốc, cho nên tôi mới phỏng được tay trên hết. Tại sao vậy? Cậu là trợ lý của tôi mà. Tại sao là cái hợp đồng nó lại... Do mình bị lộ thông tin. Tại sao? Tôi hỏi trong phòng thông tin, hỏi cho tôi biết. Dạ. Cô làm hồ sơ mỗi ngày. Dạ. Cô làm thế nào? Có phải là cô làm ăn tắc trách để hồ sơ bừa bãi, không có chịu cất kính vô hồ sơ mật? Có một lần tôi bắt gặp một hồ sơ cả 100 tỷ của tôi cô quăng cái sọt rác. Dạ tôi... Một lần nữa, một cái hợp đồng khác cô không có kém gì, cô ăn cốc ổi xoài chấm ớt đổ đầy cái đó là sao? Dạ. Cô làm kiểu gì vậy? Dạ giám đốc hỏi giờ em không biết tại sao và cũng tại sao, nhưng mà thật sự em là một cái người mà đã làm ở trọng trách ở đây. Giám đốc giao cho em biết bao nhiêu việc, em phải uy tín, em phải đàng hoàng mới làm. Em tồn tại công ty này trên 10 năm rồi. Giám đốc chửi bà. Dạ, nhiều lúc cái này bị chơi rồi, bị hãm hại. Tôi biết vụ này, em biết vụ này của em nè. Bị mất cái hợp đồng béo bở đúng không? Làm bữa hổm bả cái hợp đồng nè, cái ăn bánh tráng trộn chét rồi béo quá bở, bị mất ông nội này chơm nè, phải không? Cái gì vậy? Hợp đồng béo bở. Thử nghiêm đi, không ra thể thống gì. Còn anh Lực. Dạ. Anh phụ trách về cái mảng IT của công ty, tại sao anh không cài những cái mật mã cho nó kỹ càng, đính đáo? Đây, tôi làm rõ ràng cái trọng trách của tôi là IT. Dạ. IT là trà đá mà. Suốt ngày tôi chỉ lo trà đá cho ông thôi chứ không lo gì khác. Biểu. Trời ơi, anh giỡn với tôi hả? IT là mà là trà đá. IT ở đây á là trà đá. IT là trà đá. IT là chữ. Bây giờ cứ là trà. Tức quá. Cứ lên mạng sợ nghe tôi nói đi là trà. IT. IT ở đây. I là information. T ở đây là technology. Dạ. Là quản, kỳ là kiểm soát. Biết chưa? Thì giám đốc, tôi chỉ kiểm soát hồ sơ từ cô này giao qua tôi, và tất cả những cái đó tôi giao qua cho trợ lý của giám đốc. Bây giờ anh ấy phải có chịu trách nhiệm với tôi. Công ty không ra hệ thống gì hết. Anh nói cái gì? Tôi là giám đốc mà anh đứng ngồi nói chuyện hả? Dạ, anh giải thích sao? Em có giải thích gì đâu, em trợ lý bắt gì làm nấy. Bây giờ thằng này nè, nó lấy hết cái hợp đồng công ty mình là cả 100 tỷ đồng. Bây giờ công ty trên bờ vực phá sản, không được có được hợp đồng là coi như là phá sản rồi. Đó, giám đốc là coi như là đi tù luôn. Ba người thấy chưa? Một cái công ty không ra một cái hệ thống gì hết, không có cái sự đoàn kết nội bộ thì ở đây làm cái gì? Cống hiến cho ai? Hãy nhận về tôi. Công ty của tôi. Hãy nhận tôi về làm công ty. Qua đây cưng. Nè. Đâu? Cậu về cậu nhắn với giám đốc của cậu. Muốn cạnh tranh á thì phải cạnh tranh công bằng. Ông là giám đốc mà nhắn dài nữa. Ai là giám đốc? Đây. À. Cậu là giám đốc à? Đúng. À, tôi trẻ tài cao đúng không? Không cần phải khen. Tôi không thích cái lối cạnh tranh gì vậy. Nói chung là công ty ông trên bờ vực phá sản rồi. Đúng. Đóng cửa đi. Rồi ba người này có suy nghĩ lại không? Có về bên kia không? Ông nội tặng tôi cái hộp không? Nội ông đem qua tặng tôi dơ gì tào lao. Tào lao miếng lao. Giả dối nè. Cái tiền này giả dối. Giám đốc. Anh nói cho Cưng biết. Anh qua là anh thử lòng thôi hiểu không? Để anh coi độ trung thành của Cưng với công ty như thế nào á. Cái này đập luôn.
đừng. Cái này đập luôn, bỏ ngồi hộp. Nguy hiểm lắm, không có giỡn như vậy. Trả lời cho người ta đi. Giám đốc. Sao? Đừng. Theo tôi nghĩ là đây là một cái cách gài của giám đốc. Tôi nghĩ là người này quen với giám đốc chứ không phải là lạ. Đem quà cáp tới đây để thử lòng chúng tôi coi thử có trung thành với công ty hay không. Đúng vậy. Chúng tôi không đồng ý với cách làm này. Nhưng trước khi mà chúng tôi nói với giám đốc, chúng tôi đã quyết định là dù sống chết cũng làm cho cái công ty này. Còn những cái món quà này đối với tôi không quan trọng. Làm việc ở đây mười mấy năm nay, ngoài cái tiền lương ra, chúng tôi còn bỏ hết tâm huyết cho công ty này. Giám đốc đừng thử tụi tôi như vậy. Đúng vậy, tôi không thích. Tôi giám đốc nghe, đưa ra vật chất hả? Đưa vật chất này không bao giờ chiếm được trái tim trong trắng của tôi đâu. Nè. Không bao giờ. Giám đốc, giám đốc đừng có thử lòng của tụi tôi như vậy. Tụi tôi thấy vậy tụi tôi đau lòng lắm. Tụi tôi làm việc ở đây tụi tôi rất là chung tình chung thủy với công ty này. Mặc dù là lương lậu là nhiều lúc cũng không có ổn định. Mà giám đốc làm như vậy đau lòng quá, xin nghỉ việc. Nghỉ việc. Bây giờ cậu dạ? Xác định giùm tôi thử phải là người này đã nhờ cậu để thử lòng tụi tôi không? Dạ, cậu, xin lỗi chú. Cậu suy nghĩ lại không chứ mấy lần tôi đập vỡ toàn. Thôi quá. Đập vỡ toàn quá. À, thôi ba đừng có diễn nữa. Con thấy là ba chị nhân viên này được á, chỉ có cái anh thấp thấp lùn lùn kia là không được. Trời ơi, nghe đây, đừng hả? Oh. Không làm như vậy thì sao mà lôi cái mặt của ông ra hả? Bà xử đi bà, thấy chưa? Con nói rồi, trong công ty mình có nội gián thì ra là anh này là nội gián, anh này chính là người mà tung tất cả hồ sơ mật cho công ty đó thủ. Cảm ơn giám đốc. Đó, anh áo tím đây nè. Phát hiện ra rồi. Đó, giờ ba xử đi ba, giờ con kêu công an nha. Bây giờ con kêu công an nha. Tôi không biết là ba hai người này như thế nào, nhưng tôi cảm ơn giám đốc. Làm việc bao nhiêu năm nhưng giám đốc đã không đặt lòng tin cho chúng tôi. Khi không có lòng tin thì tất cả sẽ không bao giờ thành công cả. Ngày hôm nay tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc. Ôi chú lỗi này, chú lỗi này của con. Em nghỉ việc luôn. Lỗi của em luôn. Bây giờ đây, bây giờ trắng đen rõ ràng là ông có đuổi tôi không? Ông có đuổi tôi không? Đuổi không đuổi tôi cũng nghỉ. Cái ông hợp đó cần ba chắc này ông đi. Bảo vệ đây luôn đi, bảo vệ ông này đi, coi chừng hắn ra đường tao quýnh ông chết đó. Nghĩ gì hết luôn. Rồi xong rồi ba ơi, con xin lỗi ba. Con định qua giúp ba để tìm ra kẻ gian, không ngờ kẻ gian nó đã phá hoại luôn công ty của mình. Ai là ba của mày? Ngủ trong công ty nha. Đã quá, tôi quá. Cái gì? Nghe nè. Cái gì Ly? Nghe nè. Anh thiếu ngủ quá. Trời ơi, làm gì thiếu ngủ? Mấy nay mệt mỏi, làm việc nhiều quá rồi xong rồi không có thời gian rảnh rỗi luôn á. Có gì không em? Có gì quan trọng không? Chút nữa sau giờ nghỉ giải lao á, hai đứa mình đi uống cà phê nha. Uống cà phê hả? Ừ. Trời, nghỉ giải lao xong bây giờ anh phải lao vô anh lo ba cái mớ giấy tờ hợp đồng của công ty nữa. Thôi đã cứ như vậy hoài à, bữa giờ hay là em rủ bản thân anh đi, em rủ thằng Thanh Duy đi chung đi. Ủa gì kỳ vậy? Ê, em bận quá, thời gian này em bận quá em. Không có liên quan à. Không có liên quan thì mình quen nhau mà. Em không thích thằng đó hả? Thanh Duy là em đâu biết đâu. Ồ em chỉ biết Đạt thôi à. Wow. Trong tim em chỉ có một mình Đạt. Di ơi, Di, Di nghe chưa Di? À anh biết mà. Trong tim em chỉ có một mình Đạt thôi. Di là ai đối với em không là vấn đề gì cả. Anh biết mà, anh biết là tình yêu của em đối với anh là rất là cao cả, nhưng mà thời gian anh bận biểu quá, anh xin lỗi. Em biết, em thông cảm hết. Cho dù á Đạt có bận biểu cỡ nào á, em vẫn có thể chấp nhận chờ Đạt. Ồ vậy sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ để bảo đảm tình yêu của mình, thôi bây giờ em phụ việc anh đi. Bây giờ ở công ty bây giờ là còn có mình anh à, còn chị lao công là bây giờ là đi nghỉ phép rồi. Bây giờ anh sẽ làm công việc, còn em phụ là lao quét dọn đây phụ anh nha. Có gì ai kêu gì làm đó.
Không được đâu, em cũng có công việc của em mà. Bây giờ em quét dọn thì ai lo công việc của em? Bây giờ em với anh cả hai cùng phải lo công việc của mình, thì hai đứa xong việc rồi mình mới đi chơi được chứ, đúng không? Trời ơi, khổ quá. Bây giờ Đạt ngồi xuống đây đi, Đạt ngồi xuống đây đi. Nó giờ Đạt mệt mỏi đúng không? Em sẽ massage cho Đạt. Wow, hay quá. Đạt ơi. Sao? Nói nghe nè. Dạ ba má. Dạ. Bất thình lình ba má, có chuyện gì ba má? Con đang làm chuyện. Dạ con nhớ. Làm chuyện con nhỏ này là ai đây? Đây là nhân viên trong công ty mình. Trời nhiều con quá, tôi nhìn tôi không nhớ. Tại tôi thấy mấy nhân viên trong công ty mình đâu có cái con nào mà dám nó đứng lại gần con mình như vậy đâu. Dạ sao không dám, con với anh Đạt quen nhau mà. Cái gì? Cái gì? Hai đứa con là yêu nhau. Dạ. Rút qua đây. Dạ. Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, nhân viên là nhân viên. Dạ. Không có thể nào nhập nhằng như vậy được. Con biết không, nhưng mà... má là khó có con lắm. Con cầu con khẩn là con đó. Bởi vì giờ mà con sống trong cái vòng tay thương yêu của ba má. Ba má nuôi con cực khổ lắm. Bởi vì mình phải biết chọn một cái bạn cho nó hợp với mình nha con. Bá mình à, đừng có quen tào lao mía lao cái là chết đời. Dạ, mình luôn đó con. Dạ con là một người rất là đàng hoàng, đứng đắn đàng hoàng. Con đâu làm gì bậy bạ đâu mà tào lao mía lao. Con quen anh Đạt là bằng một tình yêu rất là chân thật. Tôi biết cái sự chân thật có, nhưng mà nó còn xếp về cái mặt đẳng cấp nữa. Dạ. Đẳng cấp là con tôi là một con nhà gia giáo học hành đàng hoàng, là con của giám đốc nữa. Dạ con cũng là con nhà gia giáo mà bác. Con gia giáo nhưng mà bác biết là cái hoàn cảnh gia đình của con nó không có hợp với gia đình của bác. Không. Con hiểu không? Con nghĩ cái vấn đề đó bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tình yêu của hai đứa con là tình yêu thật sự. Hai bác không thể nào cấm đoán tụi con được. Tôi không bao giờ cấm đoán hai người yêu nhau. Dạ. Nhưng tôi không chấp nhận cái hành động của cô lúc nãy. Dạ. Ở đây là công ty. Hành động của con không phải là cái chỗ massage. Ồ. Con nghĩ cái này không phải là... Con gái đàng hoàng không có ai làm điều đó. Vấn đề không phải là con massage là bậy bạ, mà tại con thấy Đạt mệt. Đạt nói là Đạt rất bây là giờ nhiều công cô việc. Đứng cô cãi tay đôi với tôi. Dạ con không dám. Người mà sẽ là tương lai là cha chồng của cô là tôi thấy cô không được rồi. Dạ con không có dám. Tức là ý con nói là con á, tại con thương anh Đạt. Con thương anh Đạt là tại vì anh Đạt á, ảnh rất là cực khổ, anh làm việc rất là nhọc nhằn, cho nên á, con sợ ảnh mệt, con chỉ đấm bóp cho ảnh thôi. Con rất là đàng hoàng, con rất là đứng đắn đàng hoàng. Công việc của cô tôi giao đâu, tại sao cô không làm? Cô đứng đó cô đấm bóp, cái có cần cô đấm bóp không? Dạ. Trong hợp đồng của tôi có ghi cô phải đấm bóp cho con tôi không? Dạ, cái đó ngoài hợp đồng. Ủa, ngoài hợp đồng. Tại sao trong giờ làm việc mà lại làm cái việc ngoài hợp đồng? Dạ, cái đó mình sai, cái đó mình sai rồi. À, mình sai hả? Dạ con xin lỗi bác, cái này con sai. Nhưng mà con nói thật với bác là con với anh Đạt ở ngoài cái chuyện mà làm việc ra là con với anh Đạt không có làm cái gì mà quá giới hạn hết. Tôi á, nãy giờ là tôi đứng ở ngoài tôi có một cái cảm nhận, cô đến với thằng con tôi á là vì cái gia đình tôi là một cái gia đình khá giả. Con tôi là con trai một ở trong nhà, chứ tôi nhìn qua mắt kinh nghiệm đúng không? Đàn bà mà nó yêu đàn ông không bao giờ mà nó cái kiểu sổ sàng như con tôi này. Tôi biết. Ngày xưa đó. Cái đó là ngày xưa bà yêu tôi là tại gia đình tôi giàu mà. Tôi hiểu mà. Không, không Liên. Anh mắc em. Không. Em làm gì có sổ sàng. Tôi nói cho con nghe. Chính vì tôi đã kinh nghiệm một lần rồi. Đó. Ở đằng sau tôi đó. Ngày xưa hiện thân là cô đó. Gia đình tôi cũng là con một. Tôi cũng là con giám đốc. Bà nhảy vô, bà là nhân viên, bà cua tôi, cũng đấm bóp massage cho tôi. Trời ơi, ngày xưa rồi em đâu có đấm trưởng, bóp. Dính trưởng nên tôi phải cưới luôn. Nhưng mà con không phải như vậy. Con đó là con thật lòng. Và bây giờ, sẵn đây, bác cũng thông báo cho con biết. Tình cảm giữa con và Đạt không bao giờ có nữa. Bởi vì bác đã làm xui gia với người khác rồi. Hả? Không. Bà, bác nói như vậy, con không chấp nhận. Bác con không có lý mà... do gì hợp lý để bắt hai đứa con chia tay. Bây giờ chuyện bác làm xui với người khác là chuyện của bác. Còn chuyện anh Đạt, ảnh quen con là chuyện của tụi con. Bác muốn con bác phải lấy hoa hậu con à. Chứ wow, con không có mà thể nào mà xứng đáng được với thằng Đạt con bác rồi. Anh Đạt, anh nói đi. Anh nói với ba mẹ anh đi. Nói với ba mẹ của anh là anh yêu em bây đúng giờ, không? Cái này anh nói là đi. Anh không có nói
mới được rồi, bây giờ là chỉ có em thôi, bây giờ không lẽ anh phải bỏ ba mẹ đi em. Ly ly em có biết không, đi theo em đi. Ly ly em có biết không Ly? Báo nè, gì đây? Báo vô gì? Buồn gần chết đưa báo làm gì? Báo đăng đăng gì? Công ty này sắp phá sản hả? Đây, công ty này sắp phá sản nè, đó báo mới đăng nè. Cái gì phá sản ghê chị? Sao lấy ông này hả? Đừng có mơ mà lấy ông này được. Công ty này phá sản, gia đình gả ông này cho bà kia rồi, bà kia công ty lớn, để chi? Để bên công kia giúp đỡ bên này khỏi phá sản công ty đó. Mà nghĩ sao bà lấy công ty này cho bà chết chùm hả bà nội? Anh đừng có nói tầm bậy. Báo đăng sao tầm bậy? Hỏi báo tầm bậy hả? Báo đăng nè, đi đi. Báo đăng công ty phá sản rồi, đi đi. Bây giờ anh đi đi. Ô, phá sản mày vui lắm hả? Đi đi. Ôi trời, trời. Anh Đạt, khoan. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với con tôi, mời cô qua bên kia. Sao ba? Đạt. Dạ. Cha mẹ đẻ con ra cho con ăn học, nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ. Ngày hôm nay gia đình mình vì bất động sản mà tất cả bất động và sản hết rồi. Chỉ còn một cách duy nhất con có thể cứu gia đình mình. Là sao ba? Là con lấy vợ giàu con ơi, nó cứu mình. Con dùng cái sắc đẹp của con. Cái công ty kia có một đứa con gái và họ rất muốn làm xui với gia đình mình. Dạ hả ba? Cái con nhỏ nó không biết sao mà nó mê cái sắc đẹp tiềm ẩn của con dữ lắm. Ồ. Nó nói con đẹp mà con dễ thương. Ba, gì hả? Chỉ còn cách đó thôi đúng không? Bây giờ đấy. Mẹ không? Mẹ. Hôm bữa trước gặp anh á, mình ngồi mình nói chuyện, anh nói nhà anh có đứa con trai thiệt là giỏi. Đây, ôi, bữa nay anh qua đây sẵn tôi giới thiệu luôn. À, con trai. Đây là con trai của tôi. À, dạ. Mà nhớ là anh hứa với tôi gì không? Tôi nói cho anh nghe, tôi đã hứa với anh rồi. Ừ. Tôi biết con gái của anh, ừ, nó rất là đàng hoàng. Ừ. Cho nên là tôi muốn là mình sẽ làm xui dài với nhau. Còn nhớ giỏi quá, cảm ơn. À. Cái... Ủa? Ly, sao con ở đây? Con đi theo tiếng gọi tình yêu của con. Tình yêu gì? Anh Đạt, anh là người yêu của con. Đạt làm? Anh Đạt là người yêu nè. À, không không được em ơi, bây giờ gia đình anh vậy rồi. Bây giờ gia đình anh đó là con của bác con, này con, mà. Con bác đó là con bác này. Làm cái tôi. Ông trời có mắt mà. Ông trời có mắt rồi. Con dâu lý tưởng của mẹ. Tôi nói cho bà, số không phải duyên số gì cả. Nhưng mà không đi, tôi không nghĩ là con lại bảo luôn, lại vì tình yêu mà con chấp nhận con đi làm công cho người ta, trong khi đó con là con của một ông chủ như vậy. Đã, bảo dạ, bảo làm cái con nhỏ này bây giờ nhìn kỹ không? Bảo đây, bảo đây. Dễ sợ luôn nha. Có gì nữa chứ? Con rất là anh xui. Công ty này sắp phá sản rồi, chú làm việc ở đây hả? Tôi là bạn của ba. Rồi đi về đi chơi đây, ở tù đó, ở tù đó. Cầm bắn báo này ra chỗ khác đi. Trăm ngàn, trăm ngàn, trăm ngàn tiền báo. Đi ra. Trăm ngàn tiền báo. Nè, lấy tôi trả tiền sao? Đi đâu có mua đâu. Đi, đi. Đâu mua đâu. Công ty này sắp phá sản rồi, công ty sắp phá sản rồi. Biết rồi. Ủa phá sản mà vui dữ vậy? Biết rồi, đi ra đi. Ủa nhỏ khùng trời. Ủa anh, nói vậy là công ty của anh đang gặp khó khăn. Con muốn thưa với ba một chuyện. Hôm nay á, con thật sự trong lòng con rất là vui và rất là hạnh phúc. Con yêu anh Đạt và con đã làm hết tất cả. Con đến công ty này là cũng vì anh Đạt, vì tình yêu của con. Nhưng mà ba biết không, con bị người ta, con bị người ta ngăn cản. Ai? Người ta chê con, người ta có một cái chỗ cao sang hơn con. Người ta nói là người ta đã có con dâu khác rồi. Cái chỗ đó mình không có đẳng cấp, mình không có đẳng cấp bằng người ta. Ồ, ai đi? Bác à, bác nói với ba con đi. Được, bác sẽ nói chuyện với ba con. Ly à, anh Xui à. Chuyện gì vậy? Sau khi nghe cháu nó nói, tôi mới cảm phục nó. Không, thật tình là tôi cảm phục nó.
Tôi biết nó là con anh lâu rồi. Ồ. Khi tuyển dụng công ty là tôi đã có hồ sơ, có tên cha, có tên mẹ, và cái tên đó nó đã trùng với tên Nguyễn Chí Tài của anh. Tôi đã biết nó là con của anh từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhận vào đây để làm gì? Để tôi muốn thử thách coi trong những cái khó khăn như thế này cháu có thể vượt qua được không. Mùa heo lựa nái, mùa gái phải lựa dòng. Tôi thấy dòng dõi của anh cũng là số 1, cho nên tôi mới chọn cháu vào đây để làm. Tôi biết cái chuyện tình cảm của con tôi lâu rồi chứ, nhưng tôi muốn thử ngày hôm nay coi thử cháu nó phản ứng như thế nào. Trời không ngờ cháu nó tuyệt vời quá anh ơi. Dạ đúng rồi, bác à. Con đấy ông anh biết sao không bác ơi, mà tội nghiệp con bé dạ. lắm anh ơi. Anh nhớ không, em sĩ giả nó quá trời mà nó vẫn yêu thằng Đạt. Trời em thích cái cảnh nó quá trời anh à, luôn. Nó rất là trân tiền tình, bạc chúng ta có thể làm ra được. Đúng rồi. Mất lần này chúng ta có thể gầy dựng lại lần sau được. Đúng rồi. Nhưng tình cảm chân thật không bao giờ gầy dựng được anh. Đúng rồi. Cho nên là tôi thấy cái tình cảm chân thật như vậy ba, chỉ có ba, con nói cho ba nghe. Cái tình cảm chân thật là tình cảm không bao giờ có thể kiếm được. Phá sản, công ty ông phá sản. Công ty này phá sản rồi. Bác à, công ty ông sắp phá sản rồi. Bác ơi ông, cho con trai lấy nhỏ về sắp ở tù. Anh Đạt à, anh thấy không? Sao em? Bây giờ á, bây giờ công ty mày phá sản, phá sản em cũng không còn gì hết. Anh, anh vẫn yêu em đúng không? Anh đang bị nhũng não, anh đang bị nhũng não rồi. Anh nói với ba mẹ. Ngày hôm nay là ngày quốc tế phá sản hay sao vậy? Có hạn tôi nuôi sao? Bác à, bước qua một bên. Chuyện này nếu thằng Đạt có muốn giải quyết, nó cũng không bao giờ giải quyết được đâu. Quan trọng là bác thôi. Dạ. Con qua một bên đi. Đúng rồi. Phá sản rồi. Sao? Chuyện gì? Tôi đã xem báo. Và biết công ty của anh đang trên bờ vực phá sản. Trời, công ty em phá sản mặt mình tỉnh ghê. Còn chuyện con gái anh và con trai của tôi, tôi cứ cho tụi nó tìm hiểu với nhau. Trời ơi, phá sản vẫn tìm hiểu. Cái thằng mà tào lao quá, nó tào lao đi vô đi ra rồi. Không sao, làm ăn á thì phải có lúc có thời, không có thời thì mình có miễn cưỡng cách nào á cũng không gì có thể cứu được đâu. Tôi biết tôi và anh đều làm bất động sản mà. Tôi hiểu. Còn có phá sản hay không, cái chuyện đó do nỗ lực của chúng ta nữa. Đúng. Còn chuyện tình cảm của tụi nó, cứ để khi tụi nó đã quyết định yêu nhau, dạ, tôi cứ để cho nó xuôi theo tự nhiên. Đúng rồi. Khi nào anh em mình gầy dựng lại, lúc đó chúng ta sẽ làm đám cưới. Tốt là tốt. Thế là tốt lắm rồi. Ho mà muốn ói luôn là biết mình bệnh nặng lắm nè. Trời đất ơi, sao tội nghiệp quá vậy nè. Khi tôi chụp á, chị làm ơn đừng có ói nha, kỳ lắm nha. Dạ. Tôi đếm chị đừng ói, ráng nằm thôi. Dạ. Rên thôi. Dạ. Này không có thu tiếng nha. Dạ dạ. 2, 3. Rồi. Cảm ơn chị. Trời ơi. Bởi vì thấy chưa, bây giờ mình nhìn lên á thì mình thấy nhiều cái nó tốt đẹp, nhiều cái người ta giàu có lắm. Nhưng mình thử mình nhìn xuống đây, đó, bao nhiêu cảnh đời vậy nè. Tội nghiệp không? Con cái đâu không có rồi để nằm ngoài đường vậy nè. Đã khổ rồi đi đua xe chứ cho té chạy mặt hết vậy. Con ơi, em bị ung thư giai đoạn cuối. Ung thư hả? Dạ. Giai đoạn cuối mà sao nhìn thấy còn khỏe quá ha. Dạ yếu lắm, giờ nằm đây chứ đâu có đi được đâu anh ơi. Anh cứu em với, giúp em nha anh ơi. Thôi được rồi, hôm nay là tôi đi làm dạ, cái chuyến công tác từ thiện, nên là từ từ để tôi hỏi thăm từng người.
ông anh bị gì vậy? Dạ, tật nguyền từ nhỏ. Cái này là giống như bị tai biến á. Dạ không phải, bị tật từ nhỏ. Từ nhỏ luôn hả? Bị kinh phong giật bị luôn. Bị luôn tới giờ luôn hả? Nay ông anh nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 50 rồi. Trời đất ơi, nhìn gần 50 mà tưởng đâu bảy mấy không á. Chú có cho thì cho, chứ chú nói nhiều quá mệt quá. Không, thì tôi tới đây tôi nói cho ông anh tôi giới thiệu. Tôi đang đi làm từ thiện cho mảnh đời cơ nhỡ, những cái mảnh đời như ông anh vậy đó. Yeah. Nhưng mà cũng phải tìm hiểu, thấy không? Để mà mình làm, tại từ thiện phải làm đúng chỗ mới ý nghĩa được. Yeah. Nhiều khi ông anh giả thì sao tôi biết được, đúng không? Đó, trời ơi, nói... đâu có ai mà đi giả chi chú ơi. Vậy hả? Thôi được rồi, bây giờ vậy nè. Tôi cũng có mới quà ở đây, thấy không? Dạ. Yeah. Cho tôi 5.000 thôi, 5.000 thôi. 5.000. Ờ, tay này mới đủ nè. Tay này có 3.000. Ừ, tay này mới đủ 5.000 nè. Thôi chống đi chứ, để hồi té. Ừ, để chống này biết 5.000, nói là biết 5.000 rồi. Rồi bà chị có muốn, có cần cái gì không? Dạ, cần tiền là chính, chứ quà là phụ thôi, quà không có dùng được. Nói nè nè. Chú không cho tôi cũng được, chú giúp cho bà nhiều nhiều đi. Tôi xin 5.000 chứ chú cho bà 5 triệu à. Để ông anh cầm 5.000 đỡ đi. Nghe không? Cảm ơn ông anh. Chúc ông anh nhiều may mắn, thành công trong công việc làm ăn. Để ông anh đi lo chuyện xã hội. Rồi. Lo chuyện bao đồng. Ra lo chuyện giúp người. Đó, nói vậy sao không được. Bây giờ nè chụp cho ông anh cái coi. Nghe không? Để tôi chụp đây, để tôi đưa lên thay. Tôi thấy mấy đứa nhỏ nó hay làm vậy á mà. Nhưng mà cái ngón này đưa lên kỳ lắm, người ta không hiểu gì hết á. Đưa nó ngón này. Đó, vậy đây, cái này úp vô đây. À, 2, 3. Đó. Bây giờ tại tôi chụp tôi đưa lên Facebook á, để tôi kêu gọi mọi người, người ta chung tay góp sức vô nữa, thấy không? Dạ, cảm ơn ông anh. Rồi đây. Chị ung thư phải không? Dạ. Thời kỳ cuối đúng không? Dạ. Tôi tặng chị hộp quà này nè. Quà cáp nó không có thực tế bằng tiền bạc chú ơi. Bà ơi, người ta cho mà, người ta nói của cho lấy mo đựng, bà cứ lấy đi. Đúng rồi. Tôi có lòng. Tôi đâu có dùng được mấy cái đồ ăn này đâu, tôi chỉ cần đâu tiền. Đâu có biết là đồ gì lỡ ra. Mở ra đi, chị cứ mở ra. Còn cái thằng quỷ này sao nhờ nó tới nó chụp hình mà nó đâu mất tiêu rồi. Nó chụp để nó PR mình mà nó đâu mất tiêu rồi. Thứ ba mới về. Ba con nào nú. Nãy giờ hai anh chị có gọi điện không vậy? Có điện thoại nhắn tin gì đâu, hai đứa nữa biết tụi đây nó tới à? Dạ không, khu vực này là tập đoàn mà. Nú. Tập đoàn cái bang đang ở đây hả? Không có quen nhau, hoàn cảnh cơ nhở ra đây ngồi hết à. Ở đây gọi là cái xóm cái bang đó chú ơi. Nó này, nó mỹ năm, mỹ liếc luôn. Là gì? Mày dịch coi. Mày đi chung nó, mày biết hiểu tiếng nó, mày dịch coi. Dịch đi con, sao con? Nó nói gì con? Nó nói, nhú ơi, nhú. Nó 5.000 hả? Không, cho nó 5 hộp giống vậy. Hai cái người này tôi nghi là có cái liên kết gì với nhau này. Không có ngồi. Thằng này nó đi chung mà nó nói thằng này không hiểu. Mà sao ông ngồi đây mà ông quên? Nó không đi hiểu. Chung nhưng mà tại nó nhỏ quá nó không hiểu. Còn con này tôi nói chuyện đó, hồi đó tôi có học về cái mà ra dấu của người khuyết tật. Rồi thôi nè. Mà sao nó biết tôi có 5 hộp quà hay ha? Chia ra, ổng kêu chia ra. Không, chú không có lấy. Đi, cứ chia ra đi. Rồi. Nú. Nú hay, nú nói chuyện với con à. Con nói nú nghe. Tuổi thơ và ước mơ của con đã bị bóp nát. Trời ơi, nó mặc cái áo minh họa luôn à. Hay ha.
tội nghiệp quá con. Chú ơi cháu, chú chơi gì mà chú chơi cà chớn hả chú? Phát quà mà không có quà, có cái hộp không vậy? Hết rồi, đúng rồi. Thôi, chơi mắc dài quá. Không, 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 không. Cái quà đây là hình thức thôi. Chứ không có đó quà. Là mang tính chất minh họa thôi. Hộp. Trong năm hộp nó phải có một hộp có, thấy không? Cứ có vui đi. Nào có chân à. Có quà. À, chú ơi chú. Đi cha. Năm hộp nó có một hộp có. Không có. Hộp cuối cùng có đó. Dạ. Dạ. Sao con? Dạ. Con cha mẹ con đâu? Con mồ hôi cha mẹ. Chết hết rồi hả? Dạ. Trời hoàn cảnh nó khổ lắm. À. Trời ơi. Nhớ quà đó. Quà quá rồi ai ăn ai nhịn. Bây giờ ung thư thời kỳ cuối là ưu tiên ăn trước đi. Trời cha nội, ung thư mà ăn chuối cho nó đuối luôn hả ông nội? Không phải. Tại chị á, nhiều khi chị bệnh, cái kiến thức chị nó không có trỗi dậy nên chị không có hiểu. Chuối này á là nó đầy đủ. Cái này là gia tài của ông đó hả? Không phải, nó đầy đủ chất vitamin ở trong này. Nó sẽ hỗ trợ cho calo cho chị cả một ngày hôm nay chị nằm đây chị không mệt. Không, cứ ăn vô đi. Ông anh. Tôi có tôi nghe nói á mấy em người. Tôi nói cho nè. Làm như có quen nhau rồi ta. Không phải, bà trước sau gì cũng chết. Có ăn cái chuối này rồi bà cũng chết. Bà cần tiền hơn. Chuối này nó nhiều chất bổ, chú ăn đi, chú lấy sức khỏe đặng chú lo cho những người khổ như tụi tôi. Tôi nghe nói ăn chuối nó mọc tóc dữ lắm, ăn đi cho tóc nó mọc. Thôi thì bây giờ ăn chuối là không mọc tóc. Nếu ăn chuối mọc tóc tôi đâu có gửi tặng chị. Thôi được rồi, nếu không nhận cái phần này, thấy không? Cái này là chủ yếu là muốn bồi bổ sức khỏe cho chị thôi. Thấy không? Còn cái chuyện tiền bạc á, lát tôi sẽ xin. Tôi xin cái tài khoản ngân hàng của mấy người tôi gửi vô. Trời ơi. Ông Hài cũng có tài khoản đó trời. Không cảm bị gì bây giờ ra đường không đó. Ông có tài khoản là tôi mượn ông. Cái thẻ nhà băng ông đâu? Đó, thấy chưa? Có mà thấy không? Không có, làm gì có. Đúng. Từ xưa tới giờ chưa biết cái nhà băng là thôi, bây cái giờ gì nè. Cái tai gãi mà còn chưa băng mà. Cả đúng nhà ơi. Nếu ấy là băng hết rồi. Trả lại cho ông nè, ông nội ơi, ông nội. Cho không, ông không, có thực khoan, tế khoan, gì khoan, chứ. Khoan, cứ ở đây bình tĩnh đi, còn những cái còn tôi sẽ gì? Còn cái này là cái quà này là quý nhất luôn. Tôi gửi tặng. Trời ơi, nhìn ổng tôi tưởng Bạch Công Tử mà nãy giờ ông cho cái gì đó cũng giống như là nỗi thơ và ước mơ của con đã bị bóp nát rồi. Bị bóp nát tao biết rồi, khỏi nói. Con mồ mơi ma mẹ. Ừ. Rồi mà con bị bệnh trong đầu, người ta kêu là bệnh tiểu năng. Mà con mê học lắm. Con thích đi học, con đam mê học. Con học quá trời, học lớp 1, học 7 năm trời vẫn học lớp 1. Nhưng bây giờ con vẫn muốn đi học. Chú, con thấy chú thương người. Chú hỗ trợ tài năng cho con đi, cho con đi học. Cái gì mà học bán vàng hay bán kim cương gì đó. Hỗ trợ cho con thì. Bây giờ chú hỏi con lần nữa. Dạ. Con cha mẹ con bỏ con hay là con bỏ cha mẹ con hay như thế nào, con phải cho hoàn cảnh cho chú biết để chú lo cho con chứ. Sơ yếu lý lịch mà không có giấy, mày cứ nói thoải mái đi, cũng cho 5,000 thôi à. Chú ơi, lúc mà con sinh ra là con chỉ có cái áo này quấn trong người thôi. Không, còn có 5,000 là mai đó. Tôi chảy máu ung thư giai đoạn cuối mà cho 5 cái hộp không có mẹ gì trong này. Thấy chưa, tôi nói chưa. Đâu? Để khoan, để chú chụp hình với con cái. Để chú đưa lên Facebook chú nói cái tình hình của con. Đâu, cái khổ gì của con. Trong đó rồi. Con biết sao? Dạ đâu đúng. Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói mọi người thấy chưa? Tại sao có những người làm cha làm mẹ mà bỏ con nó khi nó còn đỏ hỏn? Nó chỉ biết là khi nào nó là nó chỉ có một cái áo trên người nó thôi mà nó nằm ngoài giữa đường. Làm cha làm mẹ như vậy thì có nên làm cha làm mẹ hay không? Thấy không? Trời ơi. Thôi thì thôi được như này. Rồi. Bây giờ chú nhận con làm con nuôi luôn đi. Bây giờ chú sẽ hỗ trợ. Đây hôm nay nó hồi nãy giờ nói đi nói lại. Hỗ trợ nói lại với mấy người nha. Không phải nói chứ. Tới đây hôm nay nè. Đây. Không à. Quà của các người đây. Quà của mọi người tôi đang nằm trong tay đây. Quà này là quà giá trị. Mà thực ra tôi không làm từ thiện thôi. Mà tôi đã làm á, tôi phải làm cho nó tới bến. Đúng rồi. Đúng rồi. Chú hỗ trợ cho cái này cơ con. Con cầm đi. Cái này tôi gửi tặng cho 4 người nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đổ ra coi. Trời ơi, mày đổ ra coi đi. Trời ơi.
hột sàn ông ơi. Hột sàn mà quá trời quá đất luôn ông ơi. Tôi mới qua Nam Phi tôi khai thác được cái mỏ kim cương rồi đó. Trời ơi, cái này tôi lượm mấy cái miếng mẻ về tôi tặng cho mọi người thôi. Trời ơi mô Phật. Sau này tôi sẽ hỗ trợ cho từng người một đi qua bên đó. Một ngày đi lượm cho tôi trả cho một nắm. Vậy hả? Mèn ơi ông ơi. Hột sàn này... ông ơi. Hột sàn thiệt ông ơi. Trời ơi cái thằng chụp. Chào mình. Ơi. Trời ơi sập sập lẽ đó. Để chụp đưa lên, đưa lên. Chụp nghe, chụp để tao đưa lên nha. Nè, nè, đó. Ta cho hột sàn nè. Chụp lên, chụp lên nè, nè. Để đưa tôi cái mặt tôi vô này, đó. Nè, tôi đang hạnh phúc nè. Tôi cho đó, tôi cho đó. Có chế độ quay không, quay luôn, tôi cho. Quay, quay luôn. Ờ, tôi cho nè. Hột xoàn là tôi cho. Ê, ê, ê. Đập nó bể hết bây giờ, trời ơi, sao được. Đồ giả nói bể chứ đồ thiệt đâu có bể. Bể, bể chưa? Nước rồi. Bể rồi, đủ một thổ luôn. Vậy ủa vậy hả? Là tao cái này là đồ đầm bậy rồi. Ê, đồ giả làm gì? Đồ giả hả? Chụp tiếp. Đồ giả. Chụp chi, chụp chi. Đồ giả phải chụp chứ. Thôi đừng chụp, đừng chụp. Đồ giả đừng chụp. Cái này đồ giả mà tự nhiên cho cái này làm gì? Trời ơi trời. Trời ơi đồ giả đời, cho làm gì ông nội? Cuộc đời và ước mơ con đã bể bể bóp nát rồi. Bây giờ chú bóp nát trái tim con luôn hả? Tại sao trên đời này có người làm từ thiện mà lừa đảo như này? Trời đất. Tội nghiệp người ta chứ. Tôi ra chợ từ tới giờ chưa bao giờ thấy hột sàn mà sợ chỉ hết á. Sợ mất á. Cột lại nhưng mà tại nãy bỏ vô không lấy sợi chỉ ra. Đồ giả hả? Không phải cái này chụp, chụp. Thôi chụp quay. Không chụp được hả? Quay phim. Ờ quay phim đi. Cái này cũng xin quay phim cũng như không à. Cái này á là hồi nãy nó bán cho tôi. Ê quên. Tôi qua bên Nam Phi tôi gom mà sao kỳ lại là giả ta. Thôi được rồi, thôi được rồi. Thôi giờ cứ tạm thời đi. Tạm thời cầm cái này đi để vài bữa ra tôi đổi cái thiệt cho. Giờ chuyện ăn học của con giờ sao? Chú tài trợ con ăn học thành tài chứ. Ăn học thì thôi được rồi. Rồi để chú cho tiền. Thôi để lại chú tính sao nha. Rồi chú biết địa chỉ là nãy ông anh có nói là tụi con là tập trung đây. Rồi về chú lo cái vụ này đi. Chú đi nói cái chuyện này nó làm ba cái đồ giả nó đưa chú về là mất uy tín chú. Đi đi về ngồi đầu. Ừ. Đi về ngồi đầu. Nó mất uy tín chú làm gì không có được. Đi đâu đi? Mày nhé, giữ mấy cái hình nó đàng hoàng ha. Rồi rồi. Để đưa lên Facebook. Rồi. PR cho tôi nha ông nội. Ừ. Rồi. Cái chuyện kia quay bỏ hết đi. Ai đây? Trời ơi lần đầu tiên mới thấy ăn mày mà đó. Sang ghê ghê. Này chắc ăn mày chúa. Ăn mày chùm á. Chúa. Chùm ăn đại. Chúm. Mày nói cái gì? Hả? Ông nói ai không mày? Quen hả? Hả? Đâu quen đâu. Bước lên đây. Ông mới nói ai không mày? Ủa có cái tôi. Chữ, xong cái chữ gì chữ sẹo trên đầu vậy hả? Tôi tự giới thiệu cho ông biết. À. Tôi chúa ăn mày là A Sa Lê Sẹo. Quê ở Trung Đông. Nhà bến xe miền Đông, làm việc bên Bình Trị Đông, thích ăn kỳ nhông, đặc biệt không bao giờ thích bóng. Không vô. Không vô, không vô. Đừng vỗ tay, không vô giận. Đặc biệt không thích bông chứ sao thích bóng mà sao đang ong ong không mà. Tôi thích nói gì được không? Dạ hả? Ông là ai? Hả? Tôi là người đi làm từ thiện. Từ thiện? Những cái hoàn cảnh cơ cực quá tôi tới tôi tặng người ta 5,000 viên trái chuối. Với lại kim cương mà không ngờ kim cương á người ta nó lừa tôi nó đưa kim cương giả. Thôi được rồi để tôi đang về để tôi tính lại. Ai lừa không? Trời ơi ngoài chợ à, không phải ở ngoài bên Nam Phi tôi qua bển tôi vô ngay cái mỏ kim cương luôn mà ai tin ông. Cái đồ đó trong túi ông lấy ra là của ông chứ làm gì ông nói vậy làm sao tôi tin. Không à. Phải tôi qua bển thiệt, tôi qua bển thiệt, tôi có chụp hình mà hôm nay không có đem theo, bữa nào rảnh thì tôi đưa cho coi. Cái mỏ kim cương lớn cái bên có mỏ vàng nữa mà vàng nặng quá tôi rinh gì không được tôi lấy kim cương thôi mà này mẻ thôi đó, 1,000 người ta khai thác ra cái dụng tôi đem về tôi tặng đó. Tôi nói cho ông biết. Ông biết tôi lại không? Hả? Chúa đó. Cái bàn. Ông biết những người này lại không? Ba má ông hả? Ừ, không phải. Trời ơi, giỡn mặt với ông. Chứ ai? Những người này là người của tôi. Tôi chăn dắt những người này. Chăn dắt ơi. Hưởng lên sức lao động của người khác. Ăn trên đầu trên cổ. Ăn trên đầu, đầu cha, đầu cổ người ta. Ăn thứ được. Gì tưởng gì là ngon lắm mà. Cuộc đời của tôi ghét nhất những kẻ lương gạt. À. Những kẻ mà đại gia đội lớp từ thiện nhau.
ông nghĩ sao? Ông bố thí cho chúng ta mà ông đưa đồ giả là sao? Hả? Tôi bị lừa luôn mà. Bằng chứng nào? Tôi chỉ thấy là ông đưa đồ giả cho người này. Bằng chứng mai rảnh ông làm cho người ta đa hy vọng được cho người ta đau khổ. Đúng rồi, ông lừa người ta đó. Thế sao đứng lên đi ngon là vậy? Trời ơi, đứng lên đi sầm sọc luôn, ngã đi không nổi luôn, sao kỳ vậy? À, hiểu rồi ha. Còn mướn công viên nhà báo đi chụp hình PR hả? Đúng rồi. Hả? Không phải bị gì, tôi không phải là dùng cái từ PR là không đúng. Tôi chỉ đưa lên Facebook, đưa lên mạng để tôi kêu gọi. Trời ơi, vừa nãy giờ quá ra là ông chụp hình đúng của tôi đấy. Ông đưa lên Facebook không nội? Trời ơi, thứ gì nữa? Ôi ơi, ung thư thời kỳ cuối. Ung thư thời kỳ cuối nhưng mà bực bội là phải bức xúc rồi. Bị bệnh nhưng mà bức xúc quá. Bây giờ ta trở lại bệnh là bình thường. Hay quá. Nói nhiều quá mệt quá đuối. Thôi ơi, cái chuyện mà tôi nói, cái vụ kim cương này á, thôi được rồi. Để ngày mai anh cần á, tôi lại đây tôi dẫn cái người đó đem tất cả hình ảnh mà tôi đi qua Nam Phi cho anh coi, rồi anh biết tôi bị lừa ha. Ê chú, vậy cuối cùng là chú sao vậy? Chú chơi kỳ vậy, chú vừa nói con tài trợ rồi xong rồi giờ chú chết quá kìa, là cuối cùng chú là chú chụp hình con nãy giờ chú la, chú đăng lên trên mạng, chú nói là chú hả? Ngọng lại đi, ngọng lại chứ. Sao nói ngon vậy? Tuổi thơ nè, nhìn nó bị bóp nát rồi. Đó, nó vậy mới đúng nè. Vậy mới đúng á. Hay chưa? Ông anh, giờ tôi nói thẳng với ông anh luôn. Tôi là bị sự chăn dắt của ông này. À, nhưng mà tụi tôi chấp nhận là tại vì tụi tôi nhiều áp lực. Tụi tôi khổ sở quá, không có miếng đất cắm dùi. Cho nên tụi tôi phải đi làm như vậy. Trong lương tâm thì tôi cũng không muốn. Nhưng mà ông anh cũng kỳ. Dạ. Cho có 5.000 đồng bạc, chưa được 5.000 nữa, tính ra có 4.000 thôi. Mà ông anh chụp hình quá trời, rồi về rồi ông anh đổ một đống hột nhựa, rồi ông anh nó làm từ thiện 500-700 tỷ. Làm như vậy là ác đức lắm. Đúng. Nè tôi trả lại cho ông nè. Thì còn ông cũng vậy. Sẵn đó tôi nói cho ông nghe luôn. Sao? Cuộc đời của ông á, ăn trên xương máu của người ta. Đó. Bắt tụi tôi phải đi lường gạt người ta. Nói thiệt với ông á, thà tôi về quê, tôi đi bằng mướn, tôi không có làm cái nghề này nữa. Đó. Thì ba vậy công tình mình không gạt tao được, chơi khô máu luôn chứ. Mướn có khô máu đi rồi. Bây giờ nhỡ nhỡ, bây giờ biết nào mình nghĩ mà. Bây giờ cháu, bây giờ báo kia, bây giờ ông, tao. Bây giờ ông, tao.